Hôm qua sau buổi khai giảng thì trên trang Facebook của Hành trình kiến tạo văn hóa đọc K5 đã có rất nhiều những thầy cô anh chị viết những chia sẻ cảm nhận về buổi khai giảng. Thì còn không biết là trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà dậy sớm tham gia học tập thì không biết là tâm trạng của các thầy cô anh chị như thế nào ạ? Em vẫn xin được mời một một đến hai thành viên chia sẻ cảm nhận của mình trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Em đã thấy có một vài cánh tay giơ lên ạ. Em có thể mời chị Dư ở nhà 10 không ạ? Thấy chị giơ tay ạ. Hiện tại ở trong phòng Zoom em thấy có rất nhiều các thầy cô anh chị chúng ta chưa đổi tên theo mã nhà và mã học viên, thì mời các ban phụng sự chúng ta hãy cùng nhau về nhà nhắc các học viên và có thể gửi cho học viên các cái mã để mọi người có thể vào cho đúng ạ. Vâng ạ, xin lỗi là vừa nãy thấy ở hình đại diện này để là hình của con gái thì em lại tưởng là chị Dư ạ. Vâng ạ, xin mời anh Dư ạ. Dạ, anh có thể bật mic để chia sẻ được rồi ạ. Rồi, em chào ban tổ chức ạ, chào tất cả mọi người ạ. Em lần đầu tiên thì đến với chương trình của một chương trình của Trí tuệ Việt Nam ấy, thì em tham gia lớp 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa ấy. Thì trong quá trình đấy thì em cũng có cái thời điểm mà K4 làm tốt nghiệp ấy, thì em cũng có tham gia dự lễ tốt nghiệp của các bạn trong nhà mình. Thì em thấy khá là hay, khá là thú vị đối với việc đọc sách của chương trình Hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Nên là em quyết định tham gia. Thật sự ra là em thì là một người rất là lười đọc. Mà không hiểu sao khi mà cái độ hấp dẫn của chương trình tạo cho em cái động lực để có thể đọc nhiều hơn ạ. Thì mong muốn của em tham gia chương trình này là mình có thể biết cách đọc và đọc như thế nào có hiệu quả đối với những cuốn sách, và cũng mong là ban tổ chức cùng ban phụng sự cùng tất cả mọi người có thể giúp đỡ em trong quá trình tham gia hành trình này. Cảm ơn ạ. Vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của anh ạ. Cảm ơn là anh đã tham gia cái tuần lễ tốt nghiệp của các nhà ở trong K4 và cảm nhận được những lợi lạc mà hành trình đem lại để cùng đồng hành với tất cả mọi người trong K5 ạ. Và mong rằng là khi tham gia K5 hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì anh cũng thu được rất nhiều những giá trị cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng ạ. Vâng ạ, hiện tại trong phòng Zoom của chúng ta đã có 434 thành viên rồi ạ. Xin mời các thầy cô anh chị chúng ta sẽ cùng nhau ổn định và chúng ta sẽ vào các cái nghi thức đầu giờ của buổi học ạ.
Vâng, xin mời các thầy cô anh chị chúng ta sẽ đến với văn hóa 4S của buổi học ạ. Một là văn hóa sổ bút. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ và một cây bút của hành trình nhằm ghi nhớ thông tin quan trọng, thể hiện tinh thần học tập cao và tư duy mạch lạc. Hai là văn hóa của sự sẵn sàng. Chúng ta sẽ đúng giờ vào và đúng giờ về, chuẩn bị cho mình một cốc nước ấm, đổi tên Zoom, background, gọi đồng đội của mình vào Zoom trước 5 phút và sắp xếp công việc khác để chúng ta toàn tâm, toàn ý với buổi họp ạ. Ba là văn hóa của sự hiện diện. Chúng ta sẽ mở cam, chọn cho mình chỗ ngồi yên tĩnh, tập trung cho buổi học và sẽ tích cực tương tác trên khung chat để trao đổi các nội dung của buổi học ạ. 4 là văn hóa của sự cam kết. Chúng ta sẽ đúc kết được cho mình những ý chính gì của buổi học là gì và sẽ áp dụng được điều gì cho chính mình và cho cuộc sống của mình. Đồng thời chúng ta sẽ làm bài tập đầy đủ, thúc đẩy đồng đội của mình cùng hoàn thành bài tập. Và trong buổi học ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng sẽ gửi bài tập đến cho các thành viên trên trang Facebook ở các cái hình ảnh của các nhà. Thì phụng sự viên chúng ta sẽ hỗ trợ các học viên bài tập này ạ. Và chút nữa thì ban tổ chức cũng sẽ hướng dẫn mọi người cái nội dung bài tập cũng như là cách trả bài như thế nào. Sau đây xin mời các thầy cô anh chị chúng ta sẽ cùng chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định để chúng ta đến với ba lời thề từ tâm ạ. Và chúng ta hãy cùng nhau đổi background ạ. Nếu các thiết bị của các thầy cô anh chị hỗ trợ được cái việc thay background này thì chúng ta có thể thay ạ. Để chút nữa cuối buổi học chúng ta sẽ có một cái khung hình chụp rất là đẹp để cùng với nhau ạ. Kính thưa các thầy cô và anh chị, trong buổi khai giảng sáng ngày hôm qua, chúng ta đã được cùng nhau nghe thủ lĩnh Đỗ Quang Minh chia sẻ về cách mạng văn hóa đọc, xây dựng văn hóa đọc tinh hoa ba gốc rễ. Và trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục được chào đón thủ lĩnh Đỗ Quang Minh chia sẻ về các nội dung. Đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tinh thần và các văn hóa khi tham gia hành trình kiến tạo văn hóa đọc K5 ạ. Và sau đây chúng ta hãy thả một tràng pháo hoa và tràng pháo tim để chào đón thủ lĩnh Đỗ Quang Minh ạ.
Dạ, xin chào tất cả các anh chị học viên của hành trình kiến tạo văn học K5. Mình đến với buổi học đầu tiên, buổi cùng nhau xách ba lô lên và đi. Anh chị, có anh chị em nào buổi sáng dậy chưa quen không ạ? Bây giờ vẫn đang còn ngà ngà ngủ không ạ? Mình... anh chị giống như văn hóa 4S của chúng ta đấy. Anh chị mình chuẩn bị một cái cốc nước ấm hoặc là cốc nước lạnh cũng được. Tùy có cái gì thì dùng cái đấy. Mình uống nước ấy, nó cũng sẽ đỡ hơn. Và trong quá trình học thì anh chị nếu mà buồn ngủ quá thì mình có cứ để điện thoại hoặc máy tính đấy, mình đi đi lại lại cũng được. Đi đi lại lại không không cần phải ngồi, ngồi yên có khi nó cũng buồn ngủ. Anh chị nào mà quen học theo kiểu chiêm chiêm nghiệm, mình có thể là cầm điện thoại hoặc là đi loanh quanh bên cạnh cái máy tính cũng được, không nhất thiết là phải phải ngồi. Ngồi thì nó sẽ là tốt nhất, nhưng rõ ràng là nếu như ngồi mà buồn ngủ quá thì mình cứ đi lại lại cho nó đỡ buồn ngủ. Ý gì hay mình lại ghi chép lại một cái, sau đó là mình lại đứng dậy mình đi lay đi tiếp hoặc là đứng cũng được. Thì ngoài ra thì mình có thể là có một cái cách để mình đỡ buồn ngủ nữa ấy, là mình dùng hơi thở sâu. Cả nhà mình hít một hơi thở sâu, đẩy khí xuống xuống đến đến bụng dưới, sau đó thì thóp bụng vào mà đẩy đưa lên trên đỉnh đầu. Đây là cách mà mình hay làm để đỡ buồn ngủ hơn, bởi vì bản chất buồn ngủ là não nó thiếu oxy đấy. Thì khi mà mình đẩy khí lên trên đỉnh đầu thì cũng sẽ đỡ hơn. Thì cả nhà có thể thực hành cái phương pháp này nhé. Ở đây đây là phương pháp khí công đấy. Nếu như sau này anh chị mà tham dự cái hành trình đào tạo thủ lĩnh ấy, thì sẽ được học một cái module được mang tên là Tiên Thiên Khí Công. Thì chúng ta sẽ biết cách để điều khí trên cơ thể mình. Ở đây có một cái phương rất đơn giản như này anh chị có thể làm để mình đỡ buồn ngủ hơn nha. Em mời anh chị mình, tại vì hôm nay thì những cái buổi đầu á, thì mình muốn là tạo cho chúng ta những cái trạng thái học tập được tốt nhất. Còn bây giờ mà vào một cái mà chia sẻ luôn á, thì sợ rằng là nó bị buồn ngủ. Bởi vì đôi khi nhiều anh chị em chưa quen cái việc dậy sớm chẳng hạn. Thì mình hướng dẫn một chút cái cách mà mình dùng điều khí để cơ thể mình đỡ buồn ngủ. Cái phương pháp này thì mình hay hay áp dụng khi mà đi xe máy ấy. Thỉnh thoảng đi xe máy mà nó bị buồn ngủ ấy, thì mình áp dụng luôn khi mà đang ngồi trên xe máy nha. Rồi đầu tiên thì xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng nha. Chúng ta buông hết điện thoại rồi tất cả những thứ xung quanh xuống, hai tay chúng ta để trên đầu gối. Anh chị nào mà đang ngồi yên xếp bằng thì mình ngồi xếp bằng, ngồi trên ghế, trên giường cũng được, mình xếp bằng. Và anh chị em nào mà không có điều kiện thì thôi mình hoan hỉ nha. Rồi mình để trên gối, cái này lại đòi hỏi là chúng ta phải thực hành, chúng ta mới đối trị được với buồn ngủ và cảm thấy tỉnh táo hơn, thì cả nhà có thể áp dụng luôn. Rồi bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau hít một hơi thật sâu, hít một hơi thật sâu, phình bụng ra, giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở ra bằng miệng. Khi thở ra thì bụng thóp vào. Bài tập này thực hành nha cả nhà. Rồi tiếp tục hít một hơi thật sâu. Phình bụng. Thóp hậu môn. Giữ 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở ra. Thở ra nhẹ nhàng. Rồi lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, phình bụng, thoát hậu môn, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở ra bằng miệng, bụng thoát vào. Trong khi tập nó có một số cái, khi mà hít sâu một cái tự nhiên cảm thấy hơi chóng mặt một tí thì không sao cả. Đây hiện tượng bình thường khi mà máu, khi mà khí nó đẩy lên não thì nó sẽ hơi... áp suất huyết áp nó thay đổi một chút, nó hơi chóng mặt. Chúng ta tiếp tục hít một hơi thật sâu, phình bụng, thoát hậu môn, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở ra bằng miệng, thở từ từ thôi.
rồi lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, phình bụng, thoát hậu môn, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở ra bằng miệng. Trong lúc tập, chúng ta quan sát toàn bộ diễn trình thân tâm của mình đang diễn ra như thế nào, từ cái phản ứng trên thân thể của mình, đưa toàn bộ tâm trí trở về với thực tại, đưa toàn bộ tâm trí trở về với thân thể của mình. Tiếp tục, hít một hơi thật sâu, phình bụng, thoát hậu môn, giữ 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thở ra bằng miệng, thở ra bụng thóp nhẹ nhẹ lại. Tiếp tục hít một hơi thật sâu, phình bụng, thóp hậu môn, giữ 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở ra bằng miệng. Quan sát toàn bộ diễn trình trên thân của mình, đưa tâm trở về với thực tại, đưa tâm trở về với thân thể. Quan sát từng tế bào đang di chuyển, đang chuyển động. Tiếp tục hít một hơi thật sâu, phình bụng, thoát hậu môn, giữ 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở ra bằng miệng. Chúng ta quan sát được toàn bộ diễn trình trên thân tâm mình. Rồi, cảm ơn anh chị. Chúng ta chỉ cần ai cảm thấy trạng thái cơ thể mình ổn hơn chưa? Sau này mình tăng thời gian lên. Vừa nãy mình chỉ là nháp khoảng tầm mấy phút nhỏ thôi. Sau này chúng ta tập khoảng tầm 10 đến 15 phút. Thì khi mà tập xong thì tự nhiên cơ thể mình nó vã mồ hôi ra. Khi nào cơ thể mình nó vã mồ hôi ra thì khi đấy chúng ta có tín hiệu là bài tập nó có hiệu quả. Tức là khi nào mà chúng ta tập đến khi mà nó chảy mồ hôi ra. Đó, có tín hiệu có mồ hôi nó vã ra là được. Thì cái bài tập này anh chị có thể là tự tập bất cứ lúc nào. Dạ. Bất cứ lúc nào. Rồi ạ. Đúng rồi, lúc đầu thì hơi choáng một tí do áp suất nó thay đổi. À, nơi nào có ý đi đến đâu thì khí đi đến đấy. Mà khí đi đến đâu thì huyết đi đến đấy. Nên là khí mới huyết nó đi đôi với nhau. Khí mà không đi được đến đấy thì không huyết không đến được. Mà huyết không đến được thì nó bị tắc. Nó bị tắc chỗ nào là nó bị đau chỗ đấy. Tức là chỗ nào trên thân thể chúng ta bị đau, bị mỏi, vai gáy hay mất tất cả chỗ nào bị đau, bản chất nó từ nguyên lý đấy. Ý dẫn khí và khí dẫn huyết. Nên là tại sao các tăng cái bộ môn khí công ấy, là đầu tiên phải dẫn ý đến cái bộ phận đó để tác động. Thì ý dẫn khí. Đó, khí dẫn. Dẫn huyết. Thế là nó đả thông được kinh mạch chỗ đó thì nó sẽ đỡ mỏi hơn.
Rồi nha, cái này thì cả nhà thực tập, ban tổ chức sẽ gửi lại một số video hướng dẫn cho cả nhà. Cả nhà có thể thực tập. Ngáp vì có thể là mình đang buồn ngủ thôi ạ, nó không liên quan gì đến cái việc này đâu ạ. Hiện tượng bình thường, mình thỉnh thoảng khi nào mà tập thỉnh thoảng cũng bị ngáp, không sao cả. Đây hiện tượng bình thường thôi ạ. Rồi ạ, thì một chút như vậy để cung cấp cho chúng ta, đây cũng chính là cái mục một đầu tiên trên ba lô lên đường đấy ạ. Muốn ba lô lên đường là bởi vì trên đường hành quân của mình ấy, là sẽ phải đi đêm, là sẽ phải dậy sớm, là phải phải đối diện với nhiều cái vấn đề chông gai khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Đấy, đúng rồi, ở đây có chị Hương nói rằng là một cách là phải đi ngủ sớm. Đấy, ngoài ra chúng ta phải đối trị được với những cơn buồn ngủ đó, bởi vì không không có một cái con đường hành quân nào mà nó lại dễ dàng cứ một ngày ngủ 8 tiếng cả, đúng không ạ? Hành quân là đôi khi nắng mưa cũng phải đi. Đấy, thức khuya dậy sớm nhiều chông gai lắm. Thì hành quân đầu tiên chúng ta lên đường là anh em mình phải có cho nhau một cái phương tiện để đối trị lại được với những cơn buồn ngủ. Đấy, các chiến sĩ không có ngủ dọc đường. Đấy nha. Rồi thì nội hàm trong ngày hôm nay á, nó cũng có rất là nhiều những nội hàm mà ban tổ chức có đề xuất để triển khai với cả nhà. Thì đầu tiên chúng ta lên đường với nhau thì chúng ta có một câu tuyên ngôn. Câu tuyên ngôn này đấy gọi là câu tuyên ngôn của văn hóa đọc. Câu tuyên ngôn này nằm ngay ở trong cái banner cái chương trình ngày hôm nay. Đây là một cái câu mà nó sẽ là cái kim chỉ nam dẫn đường lý do tại sao chúng ta cần phải làm văn hóa đọc. Ở đây chắc là cả nhà đều thấy cái câu tuyên ngôn này đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta lên đường chúng ta phải xác định được một cái câu tuyên ngôn. Có văn hóa đọc mới có sự tự học. Ngày xưa khi mà chữ viết chưa ra đời thì người ta chỉ được học thông qua nghe, phần lớn là thông qua nghe, cách đây hơn 2.000 năm. Khi mà trên thế giới chưa có chữ viết thì người ta chỉ học thông qua nghe và nhớ thôi, chứ hoàn toàn là không có văn bản hỗ trợ ghi lại. Đấy, giống như kiểu kinh của Đức Phật chẳng hạn, hay là kinh của các tôn giáo mà trước 2.000 năm là hoàn toàn là không được ghi chép lại bằng sổ sách, mà toàn bằng trí nhớ của tất cả những học giả rồi những bậc minh sư đợt đó thôi, là nhớ bằng trí não hết. Còn bây giờ là chúng ta có giấy trắng mực đen ghi lại văn bản rồi gửi lên file mềm, đúng không nào, thì chúng ta sẽ lưu trữ lại được. Ngày xưa là không có. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có thêm một cái, nhờ có cái phương tiện chữ viết đó mà chúng ta có văn hóa đọc. Có văn hóa đọc mới có sự tự học. Văn hóa đọc nó là cái cánh cổng, một cái cánh cổng trực diện để giúp chúng ta có được năng lực tự học. Và nhiều anh chị nói rằng là không biết là bây giờ tôi đang không đọc sách. Nhiều anh chị nói rằng là bây giờ tôi không đọc sách, tôi vẫn thấy cuộc sống tôi ổn mà, đúng không nào? Thì đúng rồi. Vậy thì lý do tại sao chúng ta cần phải làm văn hóa đọc mà là phải làm văn hóa đọc tinh hoa? Vì thứ nhất là có văn hóa đọc mới có sự tự học. Có tự học mới có tự chủ. Bởi vì sao? Bởi vì có đào luyện bản thân thì mới biết cách hiểu bản thân mình và làm chủ được bản thân mình. Không có tự đào luyện bản thân thì không có biết cách hiểu bản thân và sửa đổi được bản thân mình. Khi không hiểu và không sửa đổi bản thân mình thì không làm chủ được bản thân mình. Một người không biết cách huấn luyện bản thân mình thì khi cơn giận dữ nổi lên họ sẽ không làm chủ được bản thân của họ. Mà không có tự chủ thì không có tự do. Không biết cách làm chủ bản thân thì sẽ bị mất tự do. Đây là một trong những điều rất đơn giản. Nếu như anh muốn tự do trong cuộc sống, anh bắt buộc phải làm chủ được bản thân mình. Không người nào mà không làm chủ được bản thân mà lại có tự do hết. Tự do nó có hai loại. Một là tự do của tâm trí và hai là tự do của pháp lý. Tự do của pháp lý tức là gì? Là anh làm sao anh đi tù, cướp, giết, hiếp, tất cả những vấn đề mà tệ nạn của xã hội sinh ra từ con người ta không làm chủ được bản thân mình. Đúng không nào? Đấy là tự do của pháp lý, là những người mà bị mất tự do nặng rồi. Còn chúng ta này, chúng ta hoàn toàn là bị mất tự do về mặt tâm lý hết. Bây giờ mình chia sẻ với cả nhà, bây giờ một cơn giận nó đến với mình, có những ai có những nỗi buồn trong cuộc sống của mình mà mình đuổi mãi nó không đi không? Một cái cơn giận nó nổi lên một cái, một cái nỗi buồn nó nổi lên một cái, chúng ta bảo cơn giận hãy đi đi, nó có đi không?
Và những ai đã từng không kiểm soát được lời nói hành vi của mình và mình sinh ra cái sự hồ đồ trong cuộc sống, rồi sinh ra sự hối tiếc trong cuộc sống. Thì đấy tức là mất tự chủ đấy. Mất tự chủ là mất tự do luôn. Không làm chủ được bản thân, không làm chủ được cơn giận, không làm chủ được hành vi của mình, sinh ra sự mất tự do về mặt tâm lý. Là mình làm xong mình cảm thấy hối tiếc là mất tự do. Rồi mình đang ngồi đây này, mình làm việc với mọi người là mình phải kiểm soát được bản thân mình, là mình có tập trung hay không. Không có tập trung, thân ngồi đây nhưng tâm thì để chỗ khác, bị miên man dòng suy nghĩ chỗ khác, thì gọi là mất tự do tâm trí, là hồn siêu phách lạc. Thế thì có văn hóa đọc, chúng ta mới nâng cao được, có thông tin đầu vào, chúng ta mới tiếp cận được với tri thức của nhân loại. Đấy. Có tự học thì mới có tự đào luyện bản thân, thì mới cách biết cách làm chủ mình, hiểu mình thì mới sửa mình được. Hiểu mình, sửa mình, có sự tự chủ, bắt đầu có sự tự chủ bản thân thì sẽ có tự do. Tự do ở dạng tâm trí, tự do ở mặt pháp lý. Pháp lý ở đây thì mình nghĩ là sẽ rất ít người bị mắc phải, nhưng tâm lý thì cả nhân loại này đều mắc phải cả. Bởi vì chúng ta không biết cách huấn luyện chính mình để làm chủ được bản thân của mình. Đấy, trong cuốn sách Cái Dũng của Thánh Nhân, cụ Nguyễn Duy Cần có nói rằng là một người biết cách làm chủ, huấn luyện được những cái dục vọng của mình là một người trưởng thành. Chúng ta có rất nhiều cái dục vọng. Dục vọng ở đây nó không chỉ gói gọn trong quan hệ nam nữ, mà dục vọng ở đây ví dụ như là mình tham lam cũng là một cái dục vọng. Mình mong muốn, mong cầu cũng là một cái dục vọng. Có rất nhiều cái thứ như vậy là nó sẽ ràng buộc mình. Và có tự do mới có hạnh phúc. Đấy, có tự do mới có hạnh phúc. Vậy thì nhiều người nói rằng là tôi không cần văn hóa đọc. Vậy thì mình hỏi rằng là cũng được thôi, nhưng bạn có đang hạnh phúc không? Bạn có đang tự do không? Và nếu như bạn nói rằng là bạn đang tự do và hạnh phúc thì chúc mừng bạn chẳng cần phải làm gì nữa cả. Cứ tiếp tục như vậy đi, không cần cả. Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng đời sống chúng ta chưa thực sự hạnh phúc, chưa thực sự tự do. Thế nào là sự tự do? Đầu tiên ấy là phải sự tự do đầu tiên là phải sự trọn vẹn trước đã. Bạn muốn bạn ngồi đây mà tâm trí bạn để đi lung tung là bạn mất tự do để không kiểm soát được bản thân mình. Mình giận lên là mình nói, mình mắng người khác là mất tự do rồi. Mình tham lên là mình bắt đầu có ý đồ muốn trộm cắp, mình bắt đầu ý đồ muốn chiếm đoạt. Tại sao mà trong những điều cấm, phần lớn tất cả chúng ta là đều để gìn giữ chúng ta sự tự do về mặt thân thể này, về mặt hành vi ấy. Không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu và các chất say nghiện, đúng không nào? Không sát hại động thực vật. Thì đấy là những cái điều mà giúp cho chúng ta có được cái sự tự do. Và có tự do mới có hạnh phúc. Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau. Thì tự do là ung dung trong ràng buộc, tức là tự do là tự chủ trong ràng buộc đấy. Mình hoàn toàn làm chủ được bản thân mình trong cái mối tương giao đời sống. Ví dụ như là cái sự ràng buộc ở đây là gì? Mình vẫn sống trong gia đình của mình, nhưng mình vẫn tự do. Mặc dù mình có mối quan hệ với gia đình thì đấy là sự tự do. Mình vẫn đi trong trời mưa, nhưng hai người đi trong trời mưa với hai thái độ khác nhau. Một người là đi trong trời mưa với cái thái độ rất là khó chịu. Tại sao cơn mưa nó lại đến, nó khiến cho mình bẩn thỉu thế này? Tại sao trời nó mưa khiến mình tắc đường như này? Đó, than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Còn một người thì mưa thì mặc áo mưa. Mưa là việc của ông trời, còn đi là việc của mình. Việc của ông nào thì ông ấy làm. Cuộc sống này luôn luôn đúng, đúng theo nhân quả. Chỉ sai với ý của mình thôi. Khi mình hiểu điều đó thì mình có sự tự do. Còn khi mình muốn thế giới này vận hành theo ý của mình thì nó sẽ là sinh ra sự mất tự do. Tất cả những cuộc chiến tranh trên thế giới này đều sinh ra từ việc mọi người ta đều muốn tự do và hạnh phúc, nhưng lại phải tự do hạnh phúc theo ý của họ. Cho nên hai người đánh nhau vì muốn thế giới này tốt đẹp hơn nhưng phải theo ý của họ cơ. Cả nhà cứ để quan sát lại toàn bộ tất cả diễn trình của các cuộc chiến tranh, chúng ta sẽ thấy rằng là những người đứng lên để chiến đấu chiến tranh đều mong muốn tôi sẽ cải tạo thế giới này, nhưng nó phải theo cái đường lối của tôi. Và chúng ta sinh ra sự đối đầu mâu thuẫn nhau là như vậy. Đầu tiên là sinh ra từ sự lý sự, đúng không nào? Lý sự xong rồi tức là có cái lý lẽ, có cái quan điểm của riêng mình,
lý sự nhiều nó sinh ra sinh sự, là gì? Bắt đầu sinh ra sự mâu thuẫn, bắt đầu sinh ra những cái sự hầm hực. Sinh sự xong rồi để sinh ra quân sự, tức là gì? Sinh ra vũ trang, sinh ra sự gọi là đánh nhau. Mà đã quân sự rồi thì kiểu gì cũng có hậu sự, đúng không nào? Đấy, có chết chóc. Tất cả mọi thứ nó đều đến từ việc con người ta không có được khả năng nhìn lại chính mình, không có khả năng tự học, tự đào luyện bản thân để nhìn lại chính mình, không được tiếp cận với những nền tinh hoa đạo lý để nhìn lại chính mình. Chúng ta đều muốn thế giới này tốt đẹp lên nhưng phải theo ý của mình. Cũng giống như mình nói một ví dụ đơn giản dễ hiểu hơn, cái cuộc chiến tranh trong gia đình của chúng ta. Ở đây trong gia đình của chúng ta có rất nhiều cuộc chiến tranh, quy mô khác thôi. Ông, bà, bố, mẹ đều yêu thương đứa con của mình và đều muốn đứa con này tốt đẹp lên, nhưng theo cách nuôi và dạy của tôi. Và từ đó mâu thuẫn, bố mâu thuẫn với mẹ, mẹ ông mâu thuẫn với bà, bố mẹ ông bà mâu thuẫn với nhau, chỉ vì đều muốn đứa con, đứa cháu của mình tốt đẹp lên. Giống hệt như cách thế giới này đang chiến tranh là như vậy đấy. Đến từ mỗi một người chúng ta không nhìn lại chính mình, không quay về nhìn lại, soi xét lại chính mình. Bởi vì chúng ta không có một cái năng lực tự đào luyện bản thân mình. Không có đào luyện bản thân, không có tự thấu hiểu chính mình, thì sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, sinh ra mâu thuẫn, mất sự tự do. Và chúng ta thấy sự tự do, mất sự tự do này nó diễn ra đầy rẫy từ bên trong lẫn bên ngoài của chúng ta, từ gia đình đến cộng đồng và xa hơn là thế giới. Xuất phát từ đâu? Từ việc chúng ta không được tiếp cận với những nền đạo lý tinh hoa. Vậy thì văn hóa đọc nó chính là một trong những cái kênh thông tin, nó chính là một trong những cái môi trường đào luyện để giúp chúng ta có được cái năng lực này. Vậy thì đây là một cái câu tuyên ngôn rất quan trọng nha, rất quan trọng. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Sự ung dung và sự tự tại đấy phải sinh ra từ nền tảng của sự tự chủ, của sự đào luyện bản thân. Đó nha, chúng ta vẫn diễn ra những cái đời sống bình thường, vẫn có những cái hoạt động, vẫn có sự ràng buộc chứ. Ai nói chúng ta không có bị ràng buộc đâu. Sinh ra trong cuộc sống này là chúng ta sinh ra bởi rất nhiều yếu tố hợp thành, tức là ràng buộc đấy, đúng không nào? Nhưng chúng ta hoàn toàn ung dung tự tại trước những cái sự ràng buộc đó, bởi vì chúng ta có năng lực đào luyện bản thân mình, tự thấu hiểu bản thân mình. Thì đấy nhá, rồi. Vậy thì đây là cái câu tuyên ngôn, cũng rất mong chúng ta sẽ cùng nhau nghiền ngẫm câu tuyên ngôn này. Tiếp theo ạ. Bắt đầu với hành trình này, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường vào rừng. Ba lô lên đường để vào rừng. Cuối năm nay chiến từ Việt Nam sẽ đi leo núi, núi Pù Tà Lèng ở Lai Châu, mỗi một năm một đỉnh. Vậy thì chúng ta hãy quan niệm thế này: lớp học như một khu rừng, ở đó có cây cối, hoa thơm, quả ngọt, suối và đất đá, tức là có vô vàn mọi thứ chúng ta có thể hái lượm mang về. Vậy thì chúng ta nên như thế nào? Bạn đừng cố mang về tất cả khu rừng về nhà của bạn. Khu rừng này là của khu rừng, còn cái nhà của mình là nhà của mình. Nếu thấy cần củi, hay mang củi về. Nếu thấy cần hoa trái, hay mang hoa trái về. Nếu chỉ đơn giản đến đó để nghỉ ngơi và chẳng mang về gì cũng được. Lớp học này có rất nhiều thứ, hành trình này có rất nhiều thứ. Và đừng cố để mang hết tất cả mọi thứ về, mà hãy quay về nhìn lại chính mình xem là cái gì thực sự là cần thiết với mình thì mình mang về thôi. Cho nên nội hàm kiến thức trong hành trình của mình rất nhiều. Vậy thì chúng ta cứ trải nghiệm, cứ quan sát, cứ học tập. Nhưng đừng áp lực quá câu chuyện là phải mang hết tất cả mọi thứ về. Chúng ta học
là để học nữa, học là để học mãi chứ không phải là học là để xong. Học mà để xong tức là chúng ta cố thuộc bài, mà đã cố thuộc bài rồi sinh ra sự phiền não, đã căng thẳng. Học là để học nữa tức là gì? Mình cứ học để mình biết kiến thức này, sau này khi nào cần mình quay trở lại mình học tiếp, học lại. Còn nếu như chúng ta giữ một cái tinh thần là học là để nhớ hết tất cả những gì đã học, thì nó sinh ra sự căng thẳng. Và đây chính là một trong nút thắt vô cùng quan trọng khiến cho tại sao tất cả các bạn học sinh đi học lại cảm thấy bị căng thẳng. Bởi vì các bạn bị áp lực là mang toàn bộ khu rừng về nhà của bạn ấy. Mà khổ nỗi là cái sức chứa của bạn ấy không đủ, nên là có học giỏi đến mấy cũng sinh ra sự đau khổ. Không có bạn nào đi học mà cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui hết. Bài tập thì nhồi cho một đống, đúng không nào? Học tập vô cùng căng thẳng. Đến từ một việc là thầy cô và bố mẹ luôn tạo ra một cái áp lực là mang tất cả những gì khu rừng về nhà, học là phải thuộc bài. Tất nhiên việc đó hoàn toàn tốt thôi, nhưng thái độ của chúng ta đang bị sai. Còn hành vi, cái việc mà học tập, học nhiều thì mình không có nói. Mình không nói về câu chuyện của hành vi, không nói câu chuyện của bài tập, mà nói về câu chuyện của thái độ, nhìn góc độ của bài tập đang bị sai. Mỗi người sẽ có một sức học khác nhau, không thể bắt mọi người giống nhau được. Thế cho nên là ai sức học nhiều thì chúng ta cứ học mang về nhiều, ai sức học ít cứ mang về ít. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta vẫn đến khu rừng đó, vẫn trải nghiệm, không bỏ cuộc là được. Còn một người sức học ít nhưng lại muốn mang về nhiều, sau đó thấy mình không đủ, thế là dừng cuộc chơi. Hơn hay thua nằm ở sự kiên trì. Mà muốn kiên trì được thì phải có thái độ đúng đắn, thì mới có đủ lực để kiên trì, không là mệt mỏi lắm. Nên là lớp học này nó có một cái phần như thế này cả nhà. Học chúng ta học rất nhiều. Chúng ta đọc hai cuốn sách tinh hoa, gần như là hai cuốn sách tinh hoa là gối đầu giường của những người làm giáo dục. Cuốn Nghề Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy, cuốn Tôi Tự Học của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Mình tin rằng là ai mà đọc xong hai cuốn sách này mà đọc thực sự nghiền ngẫm, và cho dù anh chị em nào có dừng hành trình này, không tham dự tiếp, nếu như không đủ duyên, thì mình cũng khuyên cả nhà là nên tự đọc hai cuốn sách này. Để học hai cuốn sách vô cùng hay và cung cấp chúng ta rất nhiều kiến thức quan trọng về câu chuyện đào luyện bản thân và nghề giáo dục. Chúng ta có 3 buổi Zoom một tuần chính thức và một buổi Zoom bổ trợ. Chúng ta thấy nội hàm kiến thức trong hành trình 2 tháng này là nhiều, rất nhiều. Đấy. Và chúng ta cũng có hàng tuần, chúng ta cũng có một bài gọi là để nốt lại những cái bài học nhật ký tuần qua đấy, để nốt lại những cái bài học chính cốt lõi trong tuần, tức là chúng ta liên tục được học, review, học rồi review lại. Vậy thì chúng ta có rất nhiều thứ để học. Nhưng cuộc sống của chúng ta thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần kiến thức đó. Chúng ta chỉ cần một vài thứ thôi để chúng ta tiêu hóa. Chúng ta sống được là nhờ những gì chúng ta ăn được, hay là nhờ những gì chúng ta tiêu hóa được? Đấy chính là nhờ những gì chúng ta tiêu hóa được, không phải nhờ những gì chúng ta ăn được. Ăn là đầu vào, học là kiến thức, đầu vào là ăn. Sau đó tiêu hóa được tức là chuyển hóa thành hành động, chuyển thành hành vi thì gọi là tiêu hóa. Sống được là nhờ tiêu hóa được. Đấy, và muốn tiêu hóa được thì ăn đầu vào. Cũng có rất nhiều người ăn nhiều nhưng không tiêu hóa được, đến từ việc là cơ thể mình nó không hấp thụ được, thì mình phải chấp nhận nha. Thì đây là tư duy rất quan trọng. Đừng cố mang tất cả khu rừng về nhà bạn. Nếu thấy cái gì thì mang cần thì mang nó về, áp dụng trong đời sống. Và quan trọng hơn, mình nhớ à, đến khu rừng này mình biết chỗ này có cây, biết chỗ này có suối, biết chỗ này có đất đá, biết chỗ này có hương thơm trái ngọt. Hôm nay mình cần hương thơm trái ngọt mình mang về. Hôm sau mình nhớ ra là mình cần đất, à mình đến chỗ này có đất, tức là mình biết khu rừng đấy bố cục có rồi. Sau đó thì sau này nhà mình phát sinh cái việc gì thì mình vào cái khu rừng đó để mình mang về. Cũng giống như vậy trong cuộc sống của anh chị em, chúng ta học rất nhiều kiến thức trong hành trình của mình, chúng ta biết được cái kiến thức này nằm ở đâu. Sau này trong cuộc sống thực tế của chúng ta thấy rằng à, hình như phần này đã được học trong hành trình kiến tạo văn học K5, nhưng đợt đó mình nghe chưa được thông, bây giờ nghe lại xem như thế nào. Chúng ta lại mở lại video chúng ta xem lại, chúng ta lại mở lại sách chúng ta xem lại, để mở lại bài tập chúng ta xem lại. Thì đấy mới thực sự là cái sự học quan trọng. Học là mang nghiền ngẫm kiến thức, là tự mình học ấy, nó đáng giá nhiều so với việc là bị làm bài tập do ban tổ chức thúc đẩy. Cả nhà nhé. Tức là sau này chúng ta tự học lại những cái gì mà chúng ta đã học trước đây ấy, thì thực sự mới là đáng quý. Còn ngày hôm nay chúng ta học chủ động như thế này cũng một phần là do chúng ta phải tham dự hành trình này thôi. Còn sau này tự chúng ta học cơ nó mới đáng quý. Thì mình khuyến khích cái tinh thần đó hơn. Là cái buổi ngày hôm nay nó là cái duyên cớ để chúng ta biết về hành trình, biết về những cái kiến thức trong hành trình.
Vậy thì sau này chúng ta, trong cuộc sống chúng ta sẽ nhìn thấy được kiến thức này nó nằm ở đâu để chúng ta học. Dạ đúng rồi ạ. Trong tuần đầu này thì ban tổ chức sẽ ổn định lại các nhà. Đấy. Nên là chưa cho cả nhà đọc đọc sách vụ. Chúng ta sẽ đợi một vài ngày nữa nha. Đây là tiêu điểm hành trình văn hóa đọc K5. Đây là tiêu điểm rất quan trọng. Chúng ta có 5 tiêu điểm chính. 5 tiêu điểm chính này nó sẽ bổ ra, nó có những cái ý nhỏ. Thì cả nhà mình nhớ giúp mình mấy cái tiêu điểm này. Tiêu điểm này tất cả anh chị em học viên và cũng như là anh chị em trong ban tổ chức mình ghim lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái định hướng mục tiêu của chúng ta là gì. Đến với hành trình này chúng ta có 3 mục tiêu quan trọng. Một là gì? Là anh chị em chúng ta cùng nhau giữ được cái tỷ lệ tốt nghiệp trên 80%. Đấy, kết thúc hành trình. Nhưng đừng bao giờ kết thúc văn hóa đọc. Thông thường tỷ lệ tốt nghiệp hành trình của các dự án ở cộng đồng sức tử tế hay trí tuệ Việt Nam thì nó sẽ khoảng tầm 70%. Lần này là đạt mục tiêu lên 80%. Có rất nhiều lý do nó khiến chúng ta muốn dừng lại. Cả nhà cái này cứ trải nghiệm nha. Cứ nhớ cái điều hôm nay mình chia sẻ là sau này chắc chắn là tự nhiên có rất nhiều lý do khiến chúng ta bảo với chúng ta rằng thôi dừng lại đi. Đấy, chúng ta cứ kiểm nghiệm lại tâm mình thì sẽ thấy. Lúc đấy chúng ta lại mang cái tâm nguyện ra, mang cái tâm thư mà ban tổ chức gửi cho cả nhà, chúng ta đọc lại. Nếu như chúng ta dễ dãi với bản thân mình thì đường đời sẽ hẹp lối. Và nếu như chúng ta kỷ luật với chính mình thì đường đời sẽ rộng mở. Và 1.2 là mỗi một nhà hay mỗi thành viên của chúng ta hãy tự đặt mục tiêu cho chính mình theo các chỉ số trên. Là các nhà của chúng ta có 10 người, có 10 anh em. Thì 10 anh em của mình đặt mục tiêu đi. Đến hết hành trình này tất cả chúng ta đều ở lại. Hoặc chỉ rơi đúng một đồng chí thôi. Cùng xác quyết giữ gìn cái việc này. Mục tiêu càng tốt, mục tiêu càng rõ thì sức mạnh đội ngũ càng lớn. Nên nhà của chúng ta phải đặt mục tiêu này. Khuyến khích cả nhà đặt 100%. Không chiến sĩ nào hy sinh cả. Cuộc cách mạng nào cũng có sự hy sinh đúng không nào? Đấy. Nhưng mà hy vọng là sự hy sinh ít nhất có thể. 1.3 là các học viên nắm vững được 5-1-3, 9 bước tự học và 3 cấp độ đúc kết sách. Đây là những cái nội hàm chính quan trọng của hành trình của mình. 5-1-3 này, 9 bước tự học và 3 cấp độ đúc kết sách chính là ba cái những cái nền tảng kiến thức cơ bản cốt lõi của hành trình của chúng ta. Chúng ta có mấy con số đấy, 5-1-3 này, 9 này, 3 này, 5-1-3-9-3 cũng được. Để nhớ mấy cái mật mã này. Đây là gọi là mã gen đấy. Về kỷ luật, chúng ta có giới và luật. Giới là thiên về hành vi, thái độ sống. Còn luật nó thiên về nội quy. Để sau này chúng ta thiết kế một cái lớp học, một cái buổi học, chúng ta cũng có thể thiết kế được dựa trên giới và luật. Hành động, chúng ta thành học hành động theo 5-1-3 này. Chúng ta có kho tài liệu, kho quân lương của chúng ta. Một là bản đồ kho báu. Chúng ta có đường link gns.vn/bản đồ K5. Tất cả tài liệu sẽ được update tại đây nha. Nên sau này chúng ta không phải hỏi ban tổ chức là hay là hỏi ban cán sự là không biết là hôm nay video đã up lên chưa, rồi không biết hôm nay tài liệu chương trình đã có chưa, rồi không biết là những cái nơi trả bài ở đâu. Chúng ta vào cái trang này. Đấy, gns.vn/bản đồ K5. Cái này tí nữa ban tổ chức nhắc cả nhà thì có thể sâu cái bản đồ lên. Chúng ta có nhóm Zalo K5 này. Chúng ta có nhóm Facebook để trả bài tập này. Chúng ta có một kho quân lương. Kho quân lương này nuôi quân làm văn hóa đọc, rồi làm các thư viện, tủ sách tại khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Đây chính là kho quân lương văn hóa đọc. Mỗi người một nắm gạo, một củ khoai mỗi ngày để nuôi quân làm cách mạng văn hóa đọc. Hành trình này hoàn toàn miễn phí,
Phí đến từ đâu? Phí đến từ tất cả chúng ta. Ai có gì thì góp đó. Trong tâm nguyện cách mạng văn hóa đọc, trí tuệ Việt Nam có nói rằng là ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có trí thì góp trí, ai có vật chất tài chính thì mỗi người một ít chung tay, cùng suy ngẫm và trăn trở. Đấy, có cái gì thì góp cái đấy. Công cuộc này là của tất cả mọi người. Và tài khoản này không phải tài khoản của trí tuệ Việt Nam, mà tài khoản của cả cộng đồng. Mà trí tuệ Việt Nam là đại diện để quản lý thôi. Rồi cái thứ năm là chúng ta có kênh YouTube, là nơi nào, nơi có toàn bộ tất cả video bài giảng của trí tuệ Việt Nam. Đó, thì tất cả những đường link này thì nhờ anh chị em ban tổ chức gom lại thành một đường link gửi lại cho các anh chị học viên nha. Chúng ta có văn hóa hành trình 5.1 là thực hành 7 văn hóa ứng dụng, ứng xử và làm việc. Thì tí nữa mình sẽ sâu cho cả nhà 7 văn hóa đấy là gì, và sẽ nói một vài cái văn hóa trọng tâm. Tiếp theo là văn hóa đội nhóm. Chúng ta có đội nhóm đoàn kết quan trọng và đội nhóm thành công. Chúng ta nhớ cái văn hóa này. Trong đội nhóm với nhau, rất có thể sắp tới làm việc chúng ta sẽ quan trọng sự thành công của đội nhóm hơn là sự đoàn kết. Nhưng đoàn kết là nhân, thành công là quả. Đoàn kết chưa chắc thành công, nhưng muốn thành công chắc chắn phải đoàn kết. Nếu như chúng ta cứ quan trọng sự thành công quá, tức là quan trọng về kết quả quá, mà quên việc gieo nhân đoàn kết với nhau, thì đội nhóm không có cái cơ hội gì để thành công hết. Rất nhiều đội nhóm đặt mục tiêu quan trọng hơn sự rất nhiều đội nhóm quan trọng kết quả hơn là đồng đội. Nhưng kết quả là quả, đồng đội là nhân. Chúng ta lại giống như việc muốn nấu cơm thì phải có gạo, nhưng chúng ta lại không quan trọng gạo mà cứ nhìn thấy cái nồi cơm, thì không thể nào có được. Nên trong tư duy làm việc đội nhóm sắp tới, chúng ta cần ghim câu này thôi. Còn thực ra có nhiều câu khác lắm, nhưng câu này là cái câu mà hữu hiệu nhất để phù hợp nhất với bối cảnh đội nhóm mới hình thành. Đội nhóm đoàn kết quan trọng đội nhóm thành công. 5.3 là văn hóa cổ vũ cách mạng văn hóa đọc. Làm văn hóa phải có văn nghệ. Đấy, update lên trên YouTube của trí tuệ Việt Nam. Thì đây là những cái kênh thông tin rất quan trọng nha cả nhà. 5 cái điều này, đây là 5 cái điều mà tiêu điểm. Chúng ta nhớ được 5 cái vấn đề này là nắm được cái vấn đề cốt lõi của hành trình. Sau này cứ thấy cái vấn đề nào, chúng ta soi lại cái bảng này, chúng ta sẽ thấy được cái bản đồ của nó nha. Đấy, tóm gọn trong một trang giấy như vậy thôi. Tất cả những gì về hành trình cốt lõi nhất nó nằm ở đây hết. Đây là 7 văn hóa. Mình đính chính lại một chút. 6 văn hóa. Hành trình K4 thì có 7 văn hóa. Đến K5 thì mình lược một cái văn hóa đi. Còn 6 văn hóa. Đính chính lại cả nhà nha. Sẽ gửi lại những file này. 6 văn hóa. Chúng ta có 6 văn hóa này. Đầu tiên là văn hóa lắng nghe. Trong khi làm việc nhóm hay là trong khi mà trao đổi, bởi vì hành trình K5 này của chúng ta đấy, chúng ta phải có nhà rồi sau đó thì nhà sẽ làm việc với nhau. Vậy thì trong khi mà làm việc với nhau, chúng ta phải giữ gìn cái văn hóa này là văn hóa lắng nghe. Lắng nghe trọn vẹn cả thân tâm. Đừng vội phản ứng, bác bỏ hay phản đối người khác. Đàm luận để tìm ra cái đúng, chứ không tranh luận để tìm ra người đúng. Trong cuộc sống chúng ta rất hay muốn phản bác người khác để tìm ra người đúng, người sai. Thì đấy tức là tranh luận. Còn chúng ta ở đây, hôm nay chúng ta ngồi với nhau ở đây, là chúng ta tìm ra chân lý. Mà chân lý thì không thuộc về ai cả. Chân lý thuộc về tự nhiên, không thuộc về ai, không có ai sở hữu được chân lý hết. Nên bởi vậy nên là chúng ta ngồi với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta đàm luận với nhau, chia sẻ với nhau là để tìm ra cái đúng. Thì đội nhóm nó ít cãi vã đi. Đội nhóm ít mâu thuẫn đi. Cái này có thể trong hành trình của mình anh chị có thể thấy, hoặc là trong những cái môi trường làm việc nhóm của anh chị sẽ thấy tất cả những cái cuộc tranh luận sinh ra từ việc người ta bắt đầu chỉ ra ai đúng và ai sai. Chứ mọi người không có một cái chủ tâm là tìm ra được điều đúng và điều sai, hoặc cái đúng hoặc cái sai. Nhưng mọi người lại cứ tìm ra ai là người đúng người sai. Mà đã tìm ra ai là người đúng người sai thì sẽ có sự mâu thuẫn. Nhưng khi chúng ta ngồi với nhau, đàm luận với nhau, chia sẻ với nhau, lắng nghe nhau, chỉ tìm ra cái đúng thôi, thì tự nhiên mọi thứ nó ổn. Và ngay cả khi chúng ta thấy chúng ta sai thì không sao cả,
Mục tiêu của chúng ta là tìm ra cái đúng mà, chứ không phải là tìm ra ai đúng đâu. Mình sai đâu phải là vấn đề nữa. Tự nhiên chúng ta cũng bớt hổ thẹn xấu hổ đi. Cái bản ngã của mình nó cũng được bớt bớt bị chi phối đi. Khi cái mục tiêu, cái góc nhìn ban đầu nó đúng đắn. Nếu như mình sai, cười hề một cái, không sao cả, tìm ra cái đúng, mình đã biết cái đúng là được rồi. Nếu như người khác sai, không sao cả, hôm nay chúng ta tìm ra cái đúng, chứ không phải là chúng ta tranh luận để đôi co, không phải là để chiến thắng người khác. Thì đấy là văn hóa lắng nghe. Cái này cả nhà cứ để ý, trong cuộc sống rất hay bị sinh ra tranh luận là sẽ có tranh cãi, đàm luận thì lại khác. Đàm luận có thể là hơi to tiếng một tí cũng được, không sao cả, nhưng mà lúc đó để lắng nghe trọn vẹn thân tâm mình nha, và đừng vội phản ứng, đừng vội bác bỏ, đừng vội phản ứng người khác, thế là được, là sinh ra sự lắng nghe. Đội nhóm mạnh không phải là đội nhóm không có mâu thuẫn, mà đội nhóm mạnh là đội nhóm có văn hóa xử lý được mâu thuẫn. Một đội nhóm yếu là một đội nhóm mà không có văn hóa xử lý mâu thuẫn. Còn nhiều người bảo rằng là đội nhóm mạnh nên không có mâu thuẫn. Mình không tin điều đó. Đã là con người sẽ có cái tôi, đã là con người sẽ có quan điểm riêng, đã có quan điểm riêng sẽ có những cái mâu thuẫn nhỏ. Nhưng chúng ta là đội nhóm mạnh nên chúng ta mâu thuẫn với nhau như ở trong chừng mực, trong khuôn khổ, trong giới hạn, thì gọi là có văn hóa xử lý. Còn chúng ta để cái mâu thuẫn nên nó lớn lên, nó trở thành những cái sự cãi vã từ mặt nhau, đúng không nào? Tức là trở thành bước quân sự, hậu sự rồi đấy. Lắng nghe nha, lắng nghe nhau. Lắng nghe ban tổ chức. Lắng nghe cái gì mà sau này cả nhà thấy ban tổ chức chưa đúng, làm chưa tốt. Không sao cả, chúng ta cứ góp ý. Nhưng nếu như chưa được chỉnh sửa, chưa được sửa đổi thì cũng đừng quá bất bình nha. Đừng quá bất bình. Tất cả mọi thứ để chúng ta học. Thì đấy là văn hóa lắng nghe. Lắng nghe nhau. Và ban tổ chức cũng như vậy, là khi mà nhận được cái phản hồi từ anh chị học viên, chúng ta cũng đừng vội bác bỏ, đừng vội phản ứng, đừng vội phản đối, đừng vội đưa ra những lý lẽ để thuyết phục rằng mình đúng, mà cứ lắng tâm, quan sát lại chính mình và tìm ra được cái đúng. Cái gì trong nguồn lực của mình sửa thì mình sửa, cái gì không trong nguồn lực của mình thì mình hoan hỉ. Thế thôi, thì cả hai bên rất ổn với nhau, hòa thuận với nhau. Cái thứ hai là văn hóa xác nhận. À, mình nói một chút về cái sự lắng nghe ấy. Cái này nó hơi mang tính chất tôn giáo một tí. Nhưng hành trình của mình muốn nhắc một cái vấn đề là khi mình hay là bất cứ một diễn giả nào trong hành trình nhắc về Đức Phật, Đức Chúa hay là Khổng Tử, Lão Tử, thì không nhắc tới các vị với vai trò của các giáo chủ tôn giáo, mà nhắc các vị về một nhà giáo dục kiệt xuất. Cả nhà đồng ý luôn điểm này không ạ? Khi chúng ta nghe lời dạy của các vị, các ngài, các bậc minh sư, chúng ta không nhìn các ngài ở góc độ của tôn giáo, chúng ta nhìn các ngài ở những cái nhà giáo dục kiệt xuất để dạy về đạo đức, về trí tuệ cho con người. Cho nên là khi mà trong chương trình của chúng ta không tiếp cận về góc độ của tôn giáo, tiếp cận về góc độ của giáo dục nha. Nên khi mà chúng ta không ngại ngùng gì khi mà nghe các anh chị em ở đây chia sẻ những câu chuyện của Đức Phật, Đức Chúa hay của bất cứ ai, một cái tôn giáo nào cả, thì chúng ta ngầm hiểu đấy là tiếp cận góc độ của giáo dục. Thì trong có một vị Bồ Tát ở trong Phật giáo Đại Thừa là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở đây chắc là chúng ta đều biết Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà ít người hiểu ý nghĩa của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một vị, mà một trạng thái tâm. Quán tức là quan sát, thế tức là thế gian, âm tức là âm thanh. Quán Thế Âm tức là quan sát, lắng nghe được toàn bộ âm thanh của thế gian này một cách trọn vẹn và từ bi. Đấy là một trạng thái tâm, chứ không phải là một vị, một con người hay là một bậc thánh gì cả, mà đấy là một trạng thái tâm từ bi. Nếu như chúng ta hiểu cái nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm tức là một trạng thái tâm có thể lắng nghe, bao dung được toàn bộ những cái nỗi khổ, niềm đau của con người ta trong cuộc sống, thì chúc mừng cả nhà đã biết cách thực hành. Còn nếu như không, chúng ta vẫn nghĩ các ngài là một cái gì đấy rất là xa xôi, trừu tượng, ảo tưởng gì đó, đúng là không có thật. Nhưng mình thì mình thấy rất có thật. Khi nào chúng ta lắng nghe được người khác một cách trọn vẹn, lắng nghe được nỗi khổ, niềm đau của người khác, lắng nghe được cái sự khó chịu, cái sự bất như ý của mình nơi người khác, chúc mừng cả nhà đã thấy Bồ Tát Quán Thế Âm.
thấy bằng bằng xương bằng thịt hiện hữu bên trong con người của mình. Còn khi mà chúng ta vẫn nghĩ các ngài là gì đấy rất là xa xôi, để chúng ta cầu, chúng ta xin, chúng ta cúng, chúng ta bái, chúng ta lễ, chúng ta lạy, chúc mừng cả nhà, chúng ta đã rơi vào mê tín. Khi nào thực hành được cái việc này mới thực sự chúng ta thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta thấy nó không có một tính chất tôn giáo, đúng không? Nó hoàn toàn rất thiết thực về mặt giáo dục. Lắng nghe người khác được trọn vẹn, lắng nghe người khác bằng cả thân tâm mình, lắng nghe người khác được cả những nỗi khổ niềm đau của người khác, lắng nghe được cái sự bất như ý của mình nơi người khác. Đấy thực sự là chúng ta đã thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nha, sự trọn vẹn với người khác. Rồi, cái thứ hai này, văn hóa xác nhận là trong hành trình của mình chúng ta cần phải xác nhận với nhau bằng cách thả tim trên Zalo, trên nhóm Zalo K5. Chúng ta có cái nhóm Zalo đó và cả nhà giúp Minh là ghim cái nhóm Zalo K5 này lên trên trên Zalo. Ghim để làm gì? Để không bỏ sót các thông tin quan trọng. Thưa cả nhà, không có quá nhiều nhóm Zalo thì nên ưu tiên cho nhóm Zalo K5 một vị trí. 2 tháng thôi rồi chúng ta bỏ cái nhóm đấy xuống. 2 tháng thôi để xác nhận những cái thông tin quan trọng. Và chúng ta đọc tin xong chúng ta thả cái comment, thả cái tim ấy, cho ban tổ chức vui. Để ban tổ chức lần sau gửi tin lên có tin nhắn thì mọi người ban tổ chức cũng cảm thấy vui hơn, đúng không nào? Có người nói phải có người trả lời. Có người hỏi phải có người trả lời, có người nói phải có người nghe. Nên cho nên là xác nhận lại để chúng ta có cái sự thông tin hai chiều với nhau một cách đúng đắn. Đấy, và nó xác nhận. Cái thứ ba là văn hóa 4 kỹ. Đọc kỹ, nghĩ kỹ, làm kỹ và kiểm tra kỹ để không bỏ sót thông tin, hiểu đúng đề bài và làm đúng, trả bài tập đúng. Thì đấy là văn hóa 4 kỹ. Văn hóa này thì thầy Trần Việt Quân, đây là tuyệt chiêu của thầy. Thầy có đưa vào đào tạo đội ngũ. Đấy, và áp dụng trong hành trình của mình thì chúng ta áp dụng trong nội hàm của làm bài tập. Đấy, tức là gì? Đầu tiên là đọc, hiểu đúng đề bài. Đề bài mỗi một ngày, mỗi một tuần sẽ đưa lên đề bài, bài tập cho chúng ta. Thì nhiệm vụ của chúng ta phải đọc kỹ. Đọc kỹ để làm đúng, trả bài đúng. Tiếp theo là văn hóa kỷ luật. Kỷ luật dựa trên nền tảng hiểu biết chứ không phải là dựa trên nỗi sợ của hình phạt. Kỷ luật là tự lãnh nhận trách nhiệm để thận trọng, cam kết trong việc rèn luyện bản thân mình. Kỷ, mình phân tích một chút này, từ kỷ và từ luật này. Kỷ là tôi, luật là luật của tôi. Kỷ luật là luật của tôi chứ không phải là nhóm luật. Kỷ luật tức là không có người khác nhắc thì mình vẫn làm, đấy là kỷ luật. Còn nếu như người khác nhắc thì mình mới làm, đấy gọi là nhóm luật, không gọi là kỷ luật nữa. Chúng ta phải phân biệt giữa kỷ luật và nhóm luật. Kỷ luật là tự giác, tự nguyện làm, không cần người khác nhắc nhở đốc thúc. Nếu như mình làm sai, mình tự nhận cái trách nhiệm và mình có thể tự chịu hình phạt, đấy gọi là kỷ luật. Còn để người khác thúc đẩy, để người khác dí thì cái đấy gọi là nhóm luật, không gọi là kỷ luật. Kỷ là bản thân mình mà. Chi kỷ, chi là biết, kỷ là mình, chi kỷ là hiểu mình. Đấy, cái từ kỷ là bản thân nha. Ích kỷ, ích là lợi ích, kỷ là cá nhân, ích kỷ là lợi ích của cá nhân. Rồi tiếp theo là chúng ta hiểu về văn hóa 4S. Chúng ta có sổ bút, sẵn sàng, sự hiện diện và sự cam kết. Đây là văn hóa rất quan trọng. Anh chị em nào mà đang đi giảng ở các lớp, hay là đang phải đứng lớp đào tạo cho đội ngũ, hay là phải đào tạo cho học sinh, thì mình phải áp dụng cái văn hóa này trong lớp học. Đấy, có văn hóa thì lớp học nó sẽ ổn định hơn. Có sổ bút để ghi chép. Trí nhớ của một nhà thông thái thì không bằng một cây bút chì cùn. Cho nên là mình ghi chép lại thì mình sẽ có được cái tư duy mạch lạc. Mình sẵn sàng, mình hiện diện. Đặc biệt là sự hiện diện là cả thân và cả tâm. Ngồi đây, hiện diện ở đây. Đó. Tiếp theo là chúng ta có văn hóa 5T, trọn vẹn, tự nhiên, tương đối, tương tác và tri ân. Thì mình xin chia sẻ
về văn hóa 5T. Đây là văn hóa trong việc tự học cả nhà nhé. 4S là văn hóa trong một buổi học, còn 5T là trong tự học nha. Hai cái này khác nhau. Buổi học là chỉ trong gói gọn trong một cái thời gian cố định, còn tự học là mọi lúc mọi nơi, mọi lúc mọi nơi. Đấy. Thì điều đầu tiên trong văn hóa tự học là chúng ta phải giữ được sự trọn vẹn. Hãy tập trung lắng nghe, đừng sao nhãng, dành cả cái tấm lòng mà học. Cái từ dành cả cái tấm lòng mà học mình thấy vô cùng hay. Trong cuốn sách Cái Dũng của Thánh Nhân, trong cuốn sách Tôi Tự Học sắp tới mà chúng ta đọc, sẽ có một cái chi tiết cụ Cần nói rất hay về câu chuyện là thời gian thiêng liêng. Cụ Cần nói rằng là cái việc học tập của cụ ấy là cứ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối là thời gian thiêng liêng của cụ, là không gọi là bất khả xâm phạm. Không ai có thể làm phiền được cụ trong khoảng thời gian này. Cụ phải dành 2 tiếng này học cực kỳ tập trung, trọn vẹn, không có làm bất cứ vấn đề gì khác trong cuộc sống. Nhưng mà thường chúng ta học theo kiểu thời gian tranh thủ, rảnh thì mới học. Tức là chúng ta ưu tiên việc khác quan trọng hơn. Nhưng cụ khi mà chúng ta đã xác quyết là sự học là sự nghiệp, tức là việc học là một việc vô cùng quan trọng của mình, thì mình phải ưu tiên như cách mà chúng ta mưu sinh đi làm ấy. Một ngày 1-2 tiếng gì đấy đúng không nào, dành cho việc học, đào luyện bản thân. Nhưng mà thường là chúng ta học theo kiểu tranh thủ, hoặc học lúc rảnh thôi. Tức là vẫn không phải thứ ưu tiên, tức là nó vẫn chưa là một cái việc thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Ha. Thì điều đầu tiên chúng ta phải giữ được sự trọn vẹn. Chọn là hết lòng, vẹn tức là vẹn toàn, tròn đầy. Mượn giờ học để rèn luyện được cái đức điềm tĩnh, đức tính điềm tĩnh của mình. Thì đấy chính là cái văn hóa trọn vẹn nha. Chúng ta xem chúng ta đã trọn vẹn chưa, đã nhiệt tình hết lòng với cái buổi học chưa, hay vẫn đang sao nhãng, vẫn đang hời hợt, vẫn đang nghe loáng thoáng nha. Dành cả cái tấm lòng mà học. Cái sự nhiệt thành vô cùng quan trọng. Trong lúc học ở đây, cả nhà mà cảm thấy mình buồn ngủ, mệt mỏi vì chưa quen, chúng ta cứ đứng dậy, chúng ta vươn vai, chúng ta đi lại nha, không nhất thiết chúng ta phải ngồi lì như vậy. Còn ai mà cảm thấy mình ổn thì cứ ngồi cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái văn hóa thứ hai vô cùng quan trọng này. Hãy học bằng sự tự nhiên. Đầu tiên hãy học bằng sự trọn vẹn rồi, thì cái luận điểm thứ hai, 5T là học bằng sự tự nhiên là gì? Hãy học một cách tự nhiên, đừng cố gắng để hiểu thì sẽ sinh ra sự căng thẳng. Khi không hiểu thì chứng tỏ vấn đề đó mình cần học lại ở một thời gian khác. Mãi nghĩ mãi vấn đề đấy không hiểu, không thông được, thế là cứ bị bế tắc, thế là cứ căng thẳng. Hãy học với tinh thần rộng mở, hào phóng. Học không phải đi tìm kiếm điều phù hợp cho những gì mình đã biết, mà để làm mới những gì mình đã biết. Và học là để học tiếp. Hãy giữ cái tinh thần tự nhiên này. Khi mà đọc sách, đoạn này khó hiểu quá, không hiểu được, thì cứ tìm kiếm, nhưng đừng cố đi hiểu. Sẽ sinh ra rất nhiều cái sự mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, gồng cứng. Vấn đề này mình không hiểu thì chính tại chúng ta vấn đề này cần học lại. Thế thôi, thì mình lại học lại nữa một thời gian khác. Và hãy học với một cái tinh thần rộng mở, hào phóng nha. Tinh thần rộng mở, hào phóng. Học không phải đi tìm kiếm điều phù hợp cho những gì mình đã biết, mà để làm mới những gì mình đã biết. Tức là những gì mình đã biết rồi mình làm sâu, làm mới thêm. Mình giữ được cái tinh thần hào phóng này. Chứ điều này mình lại nói là mình biết rồi, thì tức là mình đã đóng rồi. Hãy giữ được sự tự nhiên này. Cái thứ ba là sự tương đối. Học chúng ta phải lưu tâm đến các câu chuyện của sự tương đối khi học. Là mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Tại sao lý thuyết lại là màu xám? Bởi vì nó có là màu xám là màu của hai mặt, trắng và đen. Trắng và đen cộng với nhau nó sinh ra màu xám. Tức là gì? Là nó có sự tương đối hai mặt. Nói về đen thì tất nhiên chúng ta cũng phải nói về trắng. Nói về trắng cũng sẽ nói về đen. Cuộc sống nó có nhiều, nó có hai mặt như vậy. Chỉ có cây đời tức là gì? Lý thuyết thì là màu xám, nhưng cây đời là chân lý cuộc đời thì mãi mãi xanh tươi. Sự sống thì mãi mãi xanh tươi. Còn lý thuyết đều là màu xám hết. Đều là phương tiện. Mà đã là phương tiện rồi thì nó sẽ có sự tương đối. Tức là gì? Có thể đúng, có thể sai. Cái thì hay thì ứng dụng ngay, còn cái gì dở thì cứ để ở trên vỏ.
nha. Nên khi bản thân cả nhà nghe Minh chia sẻ, có điều gì cả nhà không đồng tình thì không sao cả, cứ để ở trên vở. Còn cái gì mà cảm thấy thiết thực ứng dụng ngay, cũng giống như đi vào rừng, mình thấy mình cần cái gì mình mang về, chứ mình có đừng có đánh nhau là mình đến rừng là mình thấy nước thì mình mang nước về thôi, nhưng tự nhiên mình thấy cái cây này nó mọc lung tung thì mình ghét cái cây này, thế là ghét cả khu rừng thì nó phí quá nha. Đừng vì không thích hoa mà bỏ lỡ cả khu rừng là như vậy. Sự tương đối trong bài học cũng như vậy. Và cái thứ tư, nên là sắp tới mà nếu như trong buổi học hay là trong quan điểm với tác giả chúng ta không có nhiều điều sự đồng tình không sao cả đâu. Chúng ta cứ có cái quan điểm đó rồi chúng ta giữ và chúng ta ứng dụng. Thứ tư là chúng ta phải có sự tương tác, là khi tự học ấy, là chúng ta phải giữ được cái sự tương tác, là tích cực đặt câu hỏi, phân tích để mở rộng vấn đề, tặng hoa cổ vũ động viên cho tất cả mọi người, cho từ người dạy đến bạn đồng môn của mình, thì chúng ta phải giữ được sự tương tác. Còn nếu như chúng ta ngồi yên mà không tương tác, nó sinh ra sự thiếu. Ví dụ như khi mà mọi người kêu gọi một cái hành động gì đấy, chúng ta gõ một cái số 1, số 2, hay là chúng ta cùng đưa ra ý kiến của mình trên khung chat, chúng ta phải đưa ra ý kiến. Hay là bản thân chúng ta học tập, chúng ta cũng phải có cái sự tương tác với những người khác xung quanh. Cái thứ năm là học với sự tri ân. Đấy, học với sự tri ân, biết ơn. Chi là biết, ân là ơn. Tri ân với biết ơn là một. Bởi vì nó chỉ là khác về mặt ngôn từ thôi, nội hàm giống nhau. Có chi thì mới có ân. Chi là từ nhận thức, còn ân là hành vi. Biết là nhận thức, ơn là hành vi. Chúng ta thấy tiếng Việt rất hay đúng không nào? Đấy, nó có đủ cả nhận thức và hành vi nha. Có chi đi trước và ân đi sau. Nhưng chúng ta lại không dạy cho các bạn nhỏ chi mà nhận dạy cho bạn nhỏ ân. Là gì? Không dạy cho bạn sự hiểu biết, nhưng cứ bắt các bạn phải đi cảm ơn rồi phải khoanh tay lễ phép với bố mẹ, nhưng không dạy cho các bạn cái chi đi trước, nên các bạn ấy không phục. Làm nhưng mà làm cho nó xong thôi, chứ không phải làm từ tâm. Muốn làm từ tâm phải có sự từ chi đi trước, là phải có sự thấu hiểu. Tại sao chúng ta phải có tri ân với cuộc sống này? Bởi vì tất cả những gì chúng ta có được là nhờ công sức của bao nhiêu người. Hiểu được điều đó chúng ta mới tri ân được. Mở rộng dung lượng trái tim, tri ân với các vị thầy hiền trí, sách, bạn đồng môn và cộng đồng của chúng ta. Thì chúng ta giữ được 5T này trong quá trình chúng ta tự học bất cứ vấn đề gì. Chúng ta học trong sự trọn vẹn, học với một thái độ thản nhiên tự nhiên, không căng thẳng, không ép mình phải thuộc hết bài. Hiểu được nhân duyên của mình chỉ học được đến như vậy thôi. Không cố quá là thành quá cố, đúng không nào? Đấy. Học trong sự tương đối là quan điểm của mình đồng với tác giả thì ok, quan điểm là không đồng tình với tác giả để đấy mà dấu hỏi chấm để nghiên cứu tiếp. Biết đâu đó tác giả có một ý đồ khác. Luôn luôn có sự tương tác là gì? Tự mình đặt câu hỏi, chất vấn lại chính mình, rồi hỏi được vấn đề đấy, mình hỏi thêm bạn mình hỏi thêm những người khác. Cái thứ năm là chúng ta học trong sự tri ân. Học xong rồi thì dành cho mọi người một cái sự tri ân biết ơn. Thì đấy chính là văn hóa 5T của chúng ta. Thời gian cũng hết rồi, cho nên là mình có một điều cuối cùng muốn chia sẻ với nhà mình thôi, còn để các buổi sau chia sẻ tiếp. À đây, đây là văn hóa 4S nha. Văn hóa 4S này thì có lẽ là buổi nào chúng ta cũng nhắc tới rồi. Đây là văn hóa rất quan trọng và muốn cả nhà cùng nhau thực hiện. Đấy, sổ bút để hiện diện, sẵn sàng và sự cam kết. Đây là bộ văn hóa rất quan trọng. Và điều cuối cùng, chúng ta đây đều là những người làm giáo dục, và chúng ta đều làm công tác làm giáo dục chính mình, giáo dục bản thân. Ai ở đây cũng là một nhà giáo dục nha cả nhà. Mình nhấn mạnh là ai cũng là một nhà giáo dục, vì chúng ta luôn có một người để phải giáo dục, đấy là chính mình. Nhiều người bảo là tôi không có con, không có gia đình, không có người thân, không có bạn bè gì hết, tôi chỉ có mình bản thân thôi. Thì ok, chúng ta vẫn phải là giáo dục bản thân mình, tức là sinh ra trong cuộc đời này chúng ta đều có một sứ mệnh là nhà giáo dục. Còn cái công việc của chúng ta thì mình không nói, nhưng có một cái sứ mệnh quan trọng là nhà giáo dục. Giáo là gì? Là giáo hóa, là chuyển hóa, là đào tạo, là thấy ra. Dục là những sự tham lam, ích kỷ, ngu si, sân hận của mình. Đấy là dục. Bên trong con người của chúng ta là cõi dục. Cõi này là cõi dục giới, đúng không hả? Dục. Chứ dục nó không chỉ là bao hàm nghĩa nhỏ của dục là quan hệ nam nữ, mà dục ở đây tức là sự tham lam, ích kỷ, ngu si của chúng ta là dục.
Đấy. Giáo dục là tiến trình nhận ra sự thật bên trong nội tâm của mình để không bị lôi kéo và mất kiểm soát, tức là không bị cái dục, cái tham lam ích kỷ lôi kéo. Thì đây là giáo dục. Và đây là sứ mệnh cao nhất của giáo dục. Là nhận ra được cái sự thật bên trong con người của mình, những cái sự ngu si tham lam của mình, để mình chuyển hóa dần cái sự ngu si tham lam đó trở thành tốt đẹp hay lên hướng về ba gốc rễ. Krishnamurti nói rằng là giáo dục không nên khuyến khích cá nhân phục tùng theo xã hội hay hòa hợp một cách tiêu cực với nó, mà nên giúp cá nhân đó khám phá những giá trị đích thực vốn song hành với sự tìm tòi và ý thức về chính mình một cách trung thực, không mảy may định kiến. Giáo dục phải đánh thức được năng lực tự nhận biết bản thân, chứ không phải để thỏa mãn tự khẳng định bản thân. Để tự khẳng định, để tự giáo dục một cách đúng đắn, bạn phải hiểu về bản thân và không ngừng đào sâu, hiểu biết về chính mình. Hiểu biết về chính mình, khám phá chính mình. Thì đây là một trong chức năng của giáo dục. Và giáo dục là tự thấu hiểu chính mình. Mình sẽ gửi những slide này, cả nhà đừng cố chép, không cần phải chép đâu, lắng tai để nghe thôi. Nghe thôi thì chúng ta mới nhớ được, còn chép là chép sau, sẽ có slide lại cho cả nhà. Đừng vội chép. Một cái từ keyword trong hành trình của chúng ta là giáo dục là tự thấu hiểu chính mình. Đó nha. Rồi, thì hôm nay kết thúc ở đây. Sau buổi sau có cơ hội sẽ chia sẻ với cả nhà thêm về các cấp độ về văn hóa đọc, rồi có thể là xây dựng thiết kế những cái tủ sách tại gia đình về theo 5 cấp độ này. Thì tóm lại hôm nay có mấy nội dung chính. Một là chúng ta cùng nắm được cái tinh thần của lớp học là một khu rừng, hành trình ba lô để vào rừng thì phải có tinh thần thái độ đúng đắn. Cho nó nắm được là những cái tiêu điểm quan trọng đấy của hành trình. Rồi mình nắm được 6 văn hóa, rồi 5T đều là hệ thống đúc kết bằng số. Rồi mình cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc cho chúng ta sẽ có một ngày mới nhiều năng lượng và có được những bài học thực tế trong đời sống, làm việc và học tập của chúng ta. Mình xin phép kết thúc. Xin mời lại ban tổ chức ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thủ lĩnh Đỗ Quang Minh ạ. Và các slide trong buổi học ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ gửi lại trên nhóm Zalo K5 Hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Và các anh chị mà chúng ta muốn xem lại các cái nội dung này thì khi có bản record gửi lên bản đồ kho báu thì các anh chị có thể vào đấy để chúng ta xem lại cái buổi học ngày hôm nay ạ. Và để cho mọi người nắm rõ hơn về hệ thống bài tập cũng như là cách thức trả bài thì sau đây xin mời thủ lĩnh Đình Nam sẽ lên hướng dẫn bà con trong làng chúng ta các cái bước này ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn thủ lĩnh Quang Minh như là MC Hồng Vân. Vũ Vân đã chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức rất là ý nghĩa để chúng ta có một cái tâm thế sẵn sàng nhất cho cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc K5. Và để như là chúng ta mang ba lô vào rừng thì ngoài những cái tinh thần thì bây giờ là chúng ta cũng phải biết là có một cái bản đồ chúng ta đi đâu về đâu, đúng không ạ? Rồi đi ngày 1 như nào, ngày 2 như nào. Đó, rồi trong hành trình đó chúng ta sẽ gặp phải những cái thử thách nào. Đó, thì em Nam xin phép được review qua để các anh chị cùng nắm bắt được ạ. Rồi, em Nam chắc là review qua một chút bản thân để các anh chị có thể em Nam thì ở Hà Nội đó, sinh năm 97 đó. Thì đây là một vài những cái tên tác ý của em Nam đó, thì cũng mong là các anh chị hiểu và thương ha. Thì em Nam xin phép được đi vào cái nội dung chính. Thì trong 3 cái ngày đầu tiên này thì cũng rất là mong các anh chị có thể cập nhật đó và tham gia đầy đủ các cái những cái gọi là những cái nhóm Zalo, những cái nhóm nhận thông tin quan trọng. Đó, đây là bản đồ học tập, rồi Zalo K5 và nhóm group Facebook. Thì rất là mong các anh chị ai mà chưa tham gia thì chúng ta hãy tham gia vào nhanh ạ. Tiếp theo đó là 2 cuốn sách mà chúng ta đã cùng đọc, đó là cuốn Người Thầy và cuốn Tôi Tự Học. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng phân công ra cái việc đọc như thế nào đó, và đọc trong thời gian nào. Thì
Đầu tiên đó là trong cái tuần đầu tiên này thì sẽ gọi là đọc tìm hiểu khái quát về cuốn Ngày Thầy thôi. Đó. Còn đâu chúng ta sẽ đọc chính là vào tuần thứ hai và tuần thứ ba. Tuần thứ tư chúng ta sẽ cùng đúc kết. Đó. Và tiếp theo từ tuần thứ năm đến tuần thứ bảy chúng ta sẽ đọc cuốn Tôi Tự Học. Và tuần thứ tám chúng ta sẽ cùng nhau đúc kết. Đó. Và đây thì ban tổ chức cũng đã chia làm các giai đoạn, rồi chia làm các chương sách cho từng tuần để chúng ta có sự tập trung vào mỗi một tuần sẽ làm một cái chủ đề để chúng ta sẽ xuyên suốt, để chúng ta bám vào. Ví dụ như tuần đầu tiên là tuần khơi nguồn khởi nghĩa, làm sao giúp cho các anh chị hiểu rõ được cái tâm thế cũng như là cái hoàn cảnh ra đời sáng tác của cuốn Ngày Thầy. Đó thì chúng ta sẽ mỗi tuần là một chủ đề và chúng ta sẽ đọc các trang sách. Tiếp theo thì Nam xin phép được chia sẻ đến mọi người cái thời khóa biểu để mọi người cùng chú ý. Thì ở đây chúng ta chú ý có 3 buổi Zoom bắt buộc từ ban tổ chức. Đó chính là buổi Zoom sáng thứ hai, sáng thứ năm và buổi Zoom hội làng. Đó. Thì buổi Zoom thứ hai thì sẽ liên quan đến những cái kiến thức cũng như là các cái nội dung mà ban tổ chức sẽ truyền tải. Còn cái thứ buổi thứ năm sẽ là liên quan đến talk show, sẽ mời những chuyên gia rồi những người thầy hiền trí sẽ chia sẻ các cái kiến thức để làm sao mà giúp cho anh chị sáng rõ các vấn đề của mình hơn. Đó. Và tất cả những cái buổi Zoom vào buổi sáng thứ hai, sáng thứ năm và sáng chủ nhật thì ban tổ chức sẽ có những cái cương pháp đó, để giúp cho các anh chị điểm danh, có cái form điểm danh để giúp cho các anh chị sẽ tính điểm cá nhân. Đó, thì chút em Nam sẽ về cái cụ thể về tính điểm cá nhân rồi của đội nhóm thì em Nam sẽ chia sẻ trong phần sau. Và nhưng mọi người sẽ nhớ cái lịch này và có thêm một cái lịch Zoom bổ trợ, đó là Zoom đào tạo về xây dựng đội ngũ. Thì vào sáng thứ tư Zoom này thì anh chị nào mong muốn được học thêm những kỹ năng về xây dựng đội ngũ thì chúng ta có thể vào cái Zoom này. Zoom này là Zoom mở cho tất cả các anh chị học viên, nhưng mà sẽ bắt buộc với các anh chị là ban cán sự của nhà, trưởng phó nhà. Đó, trưởng phó nhà. Thì đây là thời khóa biểu. Và cái thứ hai em Nam muốn chia sẻ các anh chị đó là về cái tần suất bài tập. Thì ở trong các năm này thì sẽ có hai cụm bài tập. Đó, từ thứ hai đến thứ tư là một cụm bài tập, và cái cụm bài tập thứ hai là từ thứ năm đến thứ bảy. Đó. Thì ban tổ chức cũng sau khi mà ứng dụng cái cuốn sách Tôi Tự Học đó, như thủ lĩnh Quang Minh chia sẻ, đó là có một cái giờ thiêng liêng, thì ban tổ chức cũng có cái ưu tiên định hướng làm sao mà cái thứ hai này các anh chị sẽ dành cho cái việc học, đó là tham gia trọn vẹn các buổi Zoom này cũng như là đọc. Đó, chúng ta hãy dành đọc sáng, đọc trưa, đọc tối về đọc, nghĩa là chúng ta hãy dành trọn vẹn cho cái việc học và đọc để tiếp thu kiến thức. Thì cái số trang bài tập ban tổ chức sẽ đưa ra ở trong mỗi cái đề bài đó, trung bình là đọc khoảng từ 20 đến 30 trang trong 3 cái ngày này. Có bài tập thì có thể đọc đến 40 trang đó, thì chúng ta hãy cố gắng dành trọn vẹn cái thời gian cho mình cho cái việc đọc. Và rồi ưu tiên cái ngày thứ ba thì các anh chị sẽ dành cái thời gian để phân tích và đúc kết những cái gì mà chúng ta đã học, đã đọc được. Đó, chúng ta hãy cùng nhau đúc kết lại. Đó. Và tiếp theo ngày thứ tư thì ban tổ chức khuyến khích đây là một cái ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Đó, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành trong hai cái ngày đầu này. Hai ngày đầu này chúng ta hoàn thành tất cả. Và cái ngày thứ tư này sẽ là chỉ là cái ngày mà chúng ta nghỉ ngơi và báo cáo bài tập trước 20 giờ ngày thứ tư. Thế còn nếu mà ai mà chưa xong thì có thể hoàn thành nốt hoặc là làm kỹ hơn. Thì đây là cái, bởi vì bất kể một hành trình nào, một cái chặng nào, chúng ta cũng nên có một cái thời điểm để nghỉ ngơi, để chúng ta reset lại. Thì cái ngày thứ tư, cái bôi đỏ này thì chúng ta sẽ là một ngày nghỉ ngơi và báo cáo thôi, và gọi là hoàn thành bốn kỹ. Còn chúng ta tập trung trong hai ngày đầu tiên, thứ hai, thứ ba. Thì kết thúc chu kỳ này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chu kỳ tiếp theo,
cũng sẽ lặp lại như vậy. Đó, ngày thứ 5 dành trọn vẹn cho việc học và đọc. Ngày thứ 4, ngày thứ 6 thì dành cho việc phân tích đúng kết. Và ngày thứ 7 dành cho việc báo cáo. Và chủ nhật thì chúng ta hãy đến với cái Zoom hội làng này để chúng ta cùng chia sẻ, cùng nhau review về một cái tuần vừa qua. Đó. Và trong tuần thì sẽ có 2 bài tập cá nhân theo 5 thói quen. Thì đấy, Nam, đây là cụm 2 bài tập đây. Một bài tập tuần làm cùng đội nhóm và điền một form nhật ký tuần. Vậy thì có 3 cái bài tập thì mọi người hãy nhớ để không bỏ sót một cái nào trong cái tuần đó. Tiếp theo đó là về thời gian làm cũng như deadline báo cáo bài tập. Thì đây là có bài tập hàng ngày cũng như là bài tập tuần đó, mọi người sẽ chú ý. Thì ở đây thì về đây là 3 ngày đầu tiên, nhưng mà từ các ngày tiếp theo thì sẽ đăng bài vào từ tối hôm trước. Đó, ví dụ là sẽ đăng bài vào tối ngày hôm qua 20 giờ. Đó, sẽ đăng bài và mọi người sẽ đọc sách luôn từ tối hôm qua. Đấy, và mọi người sẽ cùng nhau báo cáo vào 20 giờ ngày thứ tư. Đó. Và ban tổ chức cũng sẽ 20 giờ ngày thứ tư cũng sẽ đăng bài ở chu kỳ thứ hai trong tuần lên. Đó, và mọi người trong ngày thứ sáu, thứ năm, thứ sáu, mọi người sẽ làm bài tập và đến 20 giờ thứ bảy mọi người sẽ báo cáo. Đó, thì đây là cái chu kỳ làm cũng như là báo cáo bài tập hàng ngày. Còn bài tập hàng tuần thì nó sẽ hơi khác một chút. Nên là ban tổ chức mong muốn đó là các anh chị có sự suy ngẫm, vì đây là bài tập tập thể của đội nhóm, thì ban tổ chức sẽ đăng bài tập tuần trước. Đó, từ thứ năm tuần trước, ví dụ như là bài tập tuần sau thì ban tổ chức sẽ ngay từ thứ năm tuần này ban tổ chức sẽ đăng bài tập đó. Trong cái buổi Zoom talk show buổi sáng thì ban tổ chức sẽ giới thiệu về bài tập và đăng luôn và cho mọi người suy ngẫm, và mọi người sẽ báo cáo bài tập tuần vào hạn deadline cuối cùng là báo cáo vào 20 giờ ngày thứ bảy của tuần sau. Có nghĩa mọi người có khoảng một tuần rưỡi để làm bài tập tuần. Đấy. Và trong tuần thì nó có một cái form nhật ký tuần. Thì các anh chị sẽ được mở link đăng ký, mở link điền vào sáng, cũng sáng thứ năm. Đó, và cụ thể là sáng thứ năm tuần này, ban tổ chức sẽ mở. Và sẽ đóng link cũng vào 20 giờ thứ bảy. Đó. Và tất cả những cái thành quả mà các chị đã điền form này, rồi đã làm form bài tập tuần này, thì sẽ được chia sẻ và nhận xét ở trong buổi hội làng. Đó, thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cái thành quả của mình. Rồi. Thì đây là về cái deadline và thời gian. Còn về cái cấu trúc bài tập trong 3 ngày thì nó sẽ gồm chọn bộ 5 thói quen. Nhưng trong 3 ngày các anh chị sẽ thực hiện trọn vẹn 5 thói quen. Thì đầu tiên đó là thói quen sống hiểu biết. Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia và ghi chép những nội dung của buổi Zoom tự học, Zoom chuyên gia, Zoom đào luyện và Zoom hội làng. Cũng như là dựa trên những cái nội dung sách đã đọc, rồi chúng ta sẽ phân tích, đúc kết và trả lời các câu hỏi và bài tập đưa ra. Và cái thói quen số 2 là thói quen sống hiệu quả. Đó là chúng ta hãy ứng dụng những phương pháp, kỹ năng và hành trình chia sẻ, hướng dẫn vào việc học tập và rèn luyện. À, hôm nay là thủ lĩnh Quang Minh có chia sẻ về 6 văn hóa. Đó, thì chúng ta hãy ứng dụng để làm sao mà cái việc làm bài cuộc sống của chúng ta hiệu quả hơn. Rồi chúng ta thực hành các hoạt động rèn luyện thân tâm trí của cá nhân, của đội nhóm. Đó. Tiếp theo là thói quen sống tỉnh thức. Đó là chúng ta hãy cùng nhau thực hành cái việc thận trọng, chú tâm quan sát trong làm việc, trong cuộc sống. Rồi thực hành thiền sách, thiền biết ơn. Đó. Thì 3 cái thói quen đầu tiên này này, thì nó sẽ liên quan đến bản thân để giúp cho các anh chị rèn luyện trọn vẹn cả thân tâm trí. Rồi tiếp theo là 2 cái thói quen liên quan đến đội nhóm. Đó. Thì đầu tiên đó là thói quen sống nâng đỡ. Thì chúng ta sẽ cùng thực hiện các hành động hỗ trợ đội nhóm trong việc rèn luyện, cũng như là tổ chức các hoạt động xây dựng đội nhóm, hoạt động của xóm. Rồi hoạt động sống cống hiến. Thì chúng ta sẽ cùng trả lời các cái câu hỏi nâng cao, câu hỏi mở, cũng như là những bài tập ứng dụng những kiến thức đã đọc vào trong cuộc sống. Đó, thì đây là trọn vẹn 5 thói quen. Thì
Tiếp theo Nam sẽ chia sẻ luôn về bài tập của 3 ngày tiếp theo các anh chị sẽ làm gì. Đó. Thì đây là cái bài tập số 1 chúng ta sẽ làm từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 10. Thì bài tập có chọn bộ 5 thói quen. Thì ban tổ chức sẽ chút nữa sẽ xong cái buổi Zoom này, ban tổ chức sẽ đăng lên đó, trên album cũng như là trên nhật ký hành trình, bản đồ hành trình để cho các anh chị có thể nắm bắt và bắt đầu sẽ làm bài đó, trong 3 ngày. Thì đầu tiên là thói quen sống và viết, các anh chị hãy ghi lại đầy đủ 3 lời thề từ tâm đó, và dự án trí tuệ Việt Nam, và bạn tâm huyết với lời thề nào và tại sao. Chúng ta hãy review lại. Rồi cái thứ hai đó là hãy đọc kỹ về 6 văn hóa. Đó, cái này ban tổ chức sẽ sửa lại 6 văn hóa hành trình. Và bạn ấn tượng nhất với hành văn hóa nào và bạn sẽ thực hành ra sao. Tiếp theo là thói quen sống hiệu quả. Thì ban tổ chức khuyến khích và cũng rất là mong muốn mỗi anh chị hãy có cho mình một cuốn sổ tay hành trình để ghi lại những cái đúc kết quan trọng và bài học của bản thân nhận được xuyên suốt trong hành trình. Bởi vì trong hành trình trong 2 tháng chúng ta sẽ được học rất nhiều kiến thức. Đó, thì các anh chị hãy có cho mình một cuốn sổ tay. Không thì các anh chị có thể có cho mình một cái, lập cho mình một cái slide hoặc là một cái file word đó, để chúng ta có thể nhập trên các thiết bị điện tử cũng được. Đó. Rồi cái thứ hai để hiệu quả hơn trong khi tham gia hành trình đó là chúng ta hãy nắm bắt 2 kênh thông tin đó, quan trọng của hành trình. Và cái thứ ba đó là chúng ta hãy thật nghiêm túc dậy sớm tham gia biệt đội giờ dần đó, vào thứ năm, vào thứ hai, thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Và cuối cùng đó là thứ ba đó là thói quen sống tỉnh thức. Đó là các anh chị hãy cùng chọn cho mình một cái không gian thật yên tĩnh và quan sát toàn bộ lại cái suy nghĩ của bản thân và chia sẻ đâu là lý do bạn đăng ký tham gia hành trình văn hóa đọc K5. Rồi ghi 3 đến 5 mục tiêu vào cuốn sổ tay hành trình. Đó, cái thói quen số 3 này giúp cho anh chị quan sát lại toàn bộ cái thân tâm mình, và sau khi nghe những cái chia sẻ từ tâm thế rồi đến những cái bài tập thì các anh chị hãy có cho mình một cái sự xác quyết. Đó, anh ghi ra 3 đến 5 mục tiêu của mình. Tiếp theo là thói quen sống nâng đỡ, thì các anh chị cùng chú ý cái hoạt động này, bởi vì trong 3 ngày đầu tiên thì sẽ tập trung vào cái hoạt động sống nâng đỡ này. Đó là cái nhà của mình hãy tổ chức một cái buổi hiểu và thương. Đó, để các thành viên cùng trao đổi về nội dung kỷ luật, vòng tròn đại nhị thân, tên, slogan của nhà mình. Đó, rất là quan trọng. Thì mong muốn trong 3 ngày này chúng ta hãy cùng lên một cái lịch và tổ chức một cái buổi hiểu và thương. Thì em Nam thấy đó là cũng có những nhà tổ chức rồi. Đó, nhưng mà chúng ta hãy cùng tiếp tục hiểu và thương. Đó. Rồi cũng như là các anh chị hãy cùng nhau kết bạn Zalo, Facebook với các thành viên trong nhà và nhắc nhở những người đồng đội của mình tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và hoàn thành các bài tập. Và cuối cùng đó là sống cống hiến. Đó là các anh chị hãy chia sẻ về nguồn lực thời gian, khó khăn cũng như là điểm mạnh của mình có thể đóng góp cho đội nhóm để thực hiện trọn vẹn hành trình. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta đến hành trình thì chúng ta cũng phải rõ cái nguồn lực của người đồng đội mình như nào. Có người thì dành được 2 giờ, có người dành được 1 giờ. Rồi có người trong cái khó khăn thì có người thì đang sinh con, có người đang phải đi công tác như nào đấy, chúng ta chia sẻ cùng nhau. Và cuối cùng đó là chúng ta chia sẻ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. À, ví dụ tôi có kỹ năng làm video, tôi có kỹ năng hát, đấy, rồi tôi có kỹ năng làm thơ. Thì mỗi chúng ta chia sẻ kỹ năng để làm sao chúng ta có thể đóng góp được cho đội nhóm của mình. Đấy. Thì đây là cái bài tập số 1. Trong 3 ngày các anh chị sẽ cùng nhau thực hiện hết 5 cái thói quen này. Được chưa? Thì ở đây thì có bài tập tuần số 1. Đây là bài tập tuần và ban tổ chức cần một cái kết quả sẽ báo cáo với ban tổ chức trước 20 giờ thứ bảy. Đầu tiên là bài tập về sống hiệu quả. Là các anh chị hãy lên một cái lịch làm việc cố định hàng tuần. Cụ thể đây đó là lịch sinh hoạt nhà của mình. Đấy. Thì ban tổ chức gợi ý đây mọi người có thể tuần đầu tiên chưa có hoạt động đọc sách, nhưng mà từ tuần sau mọi người sẽ có hoạt động có thể đọc sách chung. Đấy, thì đây là gợi ý, nhưng mà mọi người hãy lên một cái lịch
cố định hoạt động của nhà mình vào đây. Tiếp theo là hoạt động sống nâng đỡ. Chúng ta hãy tổ chức một cái buổi sinh hoạt nhà có đầy đủ các thành viên tham gia để hiểu và thương giới thiệu bản thân, cũng như là lên nội dung hoạt động của nhà, cũng như là toàn nhà đề ra 3 đến 5 mục tiêu. Có nghĩa là chúng ta hãy ngồi cùng nhau và hãy cùng chọn ra 3 đến 5 mục tiêu của nhà mình đó, để mà chúng ta đưa vào trong cái bài tập. Thì cụ thể ở đây đó là cái bài tập số 3, bài tập sống công hiến, đó là đội nhóm của bạn hãy làm một cái video giới thiệu về bản thân cũng như nhà của mình tham gia. Mỗi thành viên chia sẻ và giới thiệu bản thân này. Mọi người có thể giới thiệu bằng một cái ảnh slide hoặc là quay một cái video giới thiệu bản thân. Đó, thì chúng ta hãy gửi vào và chúng ta hãy tổng hợp nó lại. Đó, và chúng ta hãy cùng nhau làm một cái vòng tròn đầy nhị thân. Đấy, rồi giới thiệu tên này, tên nhà, slogan nhà của mình này. Đấy. Rồi cái lý do tại sao mọi người tham gia hành trình. Và nhóm hãy cùng ghép lại thành một cái video khoảng 5 phút và báo cáo trong cái phần album bài tập tuần. Đó. Thì đây chính là 3 cái bài tập tuần trong cả cái tuần. Từ giờ đến thứ bảy các anh chị sẽ cùng nhau cả đội nhóm mình thực hiện 3 cái thói quen này. Đó. Thì báo cáo các anh chị nắm bắt được cái tinh thần cũng như nội dung của 3 bài tập. Thì vừa rồi em Nam cũng chia sẻ đến các anh chị toàn bộ cái nội dung của bài tập ngày trong 3 ngày tiếp theo và bài tập tuần trong cả tuần tiếp theo. Thì để các anh chị có thể nắm rõ hơn, và ban tổ chức cũng sẽ đăng cái bài tập tuần này lên trên album. Và ở đây thì mọi người không biết là đã vào hết cái album hành trình chưa. Em Nam sẽ đến 6 giờ thì ban tổ chức cũng đã chia sẻ hết toàn bộ những cái nội dung mà trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì anh chị nào mà có việc bận hoặc là phải đi làm sớm thì mọi người có thể rời Zoom. Đó. Và rất là mong những anh chị nào mà hôm nay không tham gia hoặc là chưa hoặc là rời Zoom sớm thì hãy vào xem lại đó, cái buổi duy cọt ngày hôm nay. Thì em Nam cũng sẽ chia sẻ một chút đến cái việc báo cáo bài tập đó, để các anh chị có thể nắm bắt rõ hơn. Rồi, thì nếu mà anh chị nào mà chưa vào trong cái group Zalo K5 kiến tạo văn hóa đọc thì các anh chị hãy vào và theo cái đường link trong bản đồ đó, thì đây mọi người hãy vào cái bản đồ đó. Còn cụ thể mọi người sẽ báo cáo bài tập ở đâu thì chúng ta với trên máy tính thì chúng ta hãy vào cái file phương tiện, còn như ở trên điện thoại thì chúng ta có cái phần album đó, thì ở đây em Nam sẽ thao tác trên máy tính. Chúng ta kích vào file phương tiện và chúng ta kích vào cái phần album đó. Thì ở đây ban tổ chức cũng đã tạo cho mọi người mỗi nhà là một cái album, đúng không ạ? Đó. Thì chút nữa ban tổ chức sẽ đăng cái bài tập của tuần cũng như bài tập ngày vào đây. Thì ở đây em Nam có tạo một cái album mẫu để mua. Thì cụ thể ví dụ đây là bài tập tuần đó, mọi người cùng nắm bắt. Và đây là bài tập ngày. Đấy, bài tập ngày thì mọi người sẽ báo cáo bài tập như nào. Khi mọi người hoàn thành thì mọi người sẽ vào cái phần bình luận và mọi người sẽ bình luận tên của mình này. Đấy, rồi sau đó kích vào chữ phản hồi dưới cái phần bình luận. Đó, ví dụ thói quen 1 sống hiểu biết thì mọi người sẽ cùng ghi 1 sống hiểu biết và mọi người điền cái nội dung mà mình đã làm vào trong cái phần bình luận. Có người thì bình luận dạng text, như dạng văn bản, có người thì bình luận dạng ảnh. Đó. Ví dụ như thói quen số 3 sống tỉnh thức. Đó. Thì các anh chị ghi ra và sau đấy các anh chị sẽ điền nội dung là gì, ABCD là gì đó, mọi người sẽ điền ra. Vào ai mà có dạng ảnh thì mọi người có thể kích vào ô đây và chọn ra cái ảnh mà mình đã làm bài tập đó, và mọi người sẽ comment lên. Đấy, thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ báo cáo bài tập ngày, được chưa? Thì chúng ta hãy báo cáo đủ 5 thói quen.
Thì ở đây chắc chắn là sẽ có những anh chị mà sử dụng rất là thành thạo Facebook các thiết công nghệ, có những cô chú nhiều tuổi thì có thể chưa sử dụng thành thạo, nhưng mà cũng mong trong cái hành trình này thì các anh chị rồi các cô chú sẽ cùng nhau thực hiện, cũng như là việc báo cáo bài tập mất 1-2 tuần đầu chúng ta sẽ làm quen, cố gắng báo cáo thật là đúng chính xác. Còn bài tập tuần thì ban tổ chức sẽ tạo một cái album riêng đó, và các nhà sẽ vào đây báo cáo. Ví dụ ban tổ chức sẽ đăng một cái mẫu bài tập tuần như này, và mọi người sẽ, các nhà sẽ đại diện trưởng phó nhà sẽ vào báo cáo. Và ví dụ như đây là nhà số 1 đó. Rồi thì cái nội dung ở dưới là như nào đó, thì chúng ta sẽ báo cáo. Ví dụ ở đây cái yêu cầu đó là một sống hiệu quả là gì, thì các anh chị sẽ cùng comment đó. Số 1 xong này, mọi người sẽ bấm vào phần phản hồi và một sống hiệu quả. Đó, thì các anh chị ví dụ như là 4:30 thứ ba đó họp nhà đó, mọi người sẽ comment như này. Rồi cái thói quen thứ ba là thói quen sống cống hiến. Thứ hai thì ví dụ như thói quen số 3 để mọi người có thể copy cái đường link YouTube, hoặc là mọi người có thể gửi trực tiếp cái video của mình lên để báo cáo đó. Thì đây là cái hướng dẫn về cái cách báo cáo bài tập tuần cũng như bài tập ngày. Và sau thì ban tổ chức sẽ tạo cho mọi người một cái link để mọi người điểm danh, cũng như là mọi người khi mà hoàn thành điền xong hết các bài tập ngày này thì ban tổ chức sẽ gửi cho mọi người một cái form báo cáo để cập nhật lên cái bảng kỷ luật của hành trình đó, để chúng ta có thể theo dõi các nhóm. Thì hiện tại thì ban tổ chức cũng đã update cái bảng kỷ luật này lên rồi, lên trên bản đồ kho báu của K5 đó. Thì các anh chị có thể, đây em Nam sẽ share luôn để anh chị có thể theo dõi. Đó, mọi người vào trong bản đồ kho báu thì mọi người nhìn thấy kết quả bảng điểm đây. Đấy, rồi đây là form điểm danh này. Thì ban tổ chức sẽ, mỗi một cái buổi Zoom bắt buộc như này, ban tổ chức sẽ gửi một cái form điểm danh. Và mọi người sẽ cùng vào, trước khi mà ra rời buổi Zoom thì mọi người sẽ phải điền cái form điểm danh này trước. Đó. Rồi khi mọi người hoàn thành hết tất cả bài tập tuần thì mọi người sẽ kích vào cái form này và mọi người sẽ báo cáo. Đó. Đây Nam thực hiện luôn để mọi người có thể, đó, ví dụ như bạn ở nhà nào này, đó, mã số điểm danh này, rồi trong năm thói quen thì bạn đã hoàn thành những thói quen nào, đó, thì mọi người hãy tích vào đây. Đó, rồi bạn cảm thấy bài hôm nay như nào, đấy, rồi như nào đó, thì rồi form điểm danh thì các anh chị hãy cùng nhau có thể thực hành luôn ngày hôm nay. Đó, form hiện tại đã chạy đó, thì mọi người có thể vào bản đồ kho báu và điểm danh luôn ngày hôm nay. Thì ban tổ chức sẽ chưa tính kỷ luật luôn, mà sẽ tính kỷ luật là bắt đầu khi mà từ thứ năm tuần này đó, thì sẽ bắt đầu tính. Và khi mọi người điền thì cái bảng điểm nó sẽ đổ hết về cái kết quả bảng điểm đây. Và tại sao ban tổ chức lại đưa ra cái ý nghĩa của cái bảng điểm này, với cái mục đích đó là giúp cho các anh chị nhìn thấy chính cái bản thân mình, à mình đang thông qua cái điểm số để chúng ta phản ánh chính cái quá trình rèn luyện của bản thân mình, chứ không phải đưa ra cái điểm số để chúng ta thi đua lẫn nhau. Và cái mục đích của ban tổ chức đưa ra bảng điểm để chúng ta nhìn nhận chính bản thân mình đó, rồi để chúng ta quan sát lại, à mình đang ở đâu, mình đã tham gia, mình chưa tham gia cái nào, mình đang rèn luyện thiếu cái gì để chúng ta tự sửa mình đó. Rồi chúng ta hoàn thành các cái bài tập của đội nhóm để chúng ta nhìn được cái nhóm của mình đang rèn luyện như nào. Đấy. Rồi từ đấy để chúng ta sửa mình, chứ không phải bảng điểm để chúng ta phán xét nhau. Thì đây vừa rồi em Nam cũng hướng dẫn mọi người về cái cách sử dụng form điểm danh, rồi form báo cáo bài tập ngày, rồi cách thức báo cáo bài tập ngày, bài tập tuần. Đó thì cụ thể là trong 3 ngày đầu tiên này
thì ban tổ chức chưa áp dụng kỷ luật, chưa tính điểm. À, và bắt đầu sẽ tính điểm cụ thể là ở trong cái tuần 3 ngày tiếp theo từ thứ năm. Và ban tổ chức chắc chắn là mọi người yên tâm đó, có thưởng thì cũng sẽ có phạt đó. Thì ban tổ chức cũng sẽ có những cái điểm cộng, rồi điểm thưởng, điểm trừ thì sẽ chia sẻ rõ ràng đến mọi người trong sáng thứ năm, bởi vì trong khuôn khổ ngày hôm nay thời gian không cho phép. À, thì hôm nay em Nam đại diện ban tổ chức cũng xin chia sẻ với mọi người về nội dung hành trình, rồi các bài tập cũng như là cách báo cáo bài tập để các anh chị có thể nắm rõ hơn, cũng như là thời gian đó, ra bài tập cũng như là deadline báo cáo bài tập. Thì hôm nay thì mọi người có những câu hỏi nào thì ban tổ chức cũng sẽ ở lại đây để giải đáp đến mọi người. Đến và khi nào mà còn ai có công việc trước thì có thể giờ Zoom trước ạ. Rồi, xin hết ạ. Và mọi người nào có phần câu hỏi nào chưa rõ thì mọi người thì bật mic hoặc giơ tay ạ, để ban tổ chức trả lời ạ. Rồi, xin hết ạ. Rồi, trong phần bài tập này, trong phần deadline này, trong phần báo cáo này, anh chị có chỗ nào chưa rõ đó, người có thể comment. Dạ, thời gian điền form điểm danh thì ban tổ chức đang sẽ để vào 6:30 đó, kết thúc buổi Zoom này đó, thì đến 6:30 mọi người vẫn có thể điền được cái form điểm danh. Thì quan điểm của ban tổ chức cũng như là trong ba lời thề từ tâm đó là chúng ta phải dựa trên cái sự trung thực tới tận cùng đó, dựa trên sự trung thực tới tận cùng. Anh chị hãy trung thực với chính mình và mọi người sẽ cùng vào form điểm danh đó. Và sẽ em Nam cũng chia sẻ một chút về cái form điểm danh để mọi người, thì hôm nay mọi người có thể vào thực hành luôn được ạ. Đây, mọi người vào bản đồ nha, xong mọi người sẽ vào form điểm danh. Thì đây là cái giao diện của nó, bạn ở nhà nào này. Và mọi người chú ý nhá, chúng ta phải điểm, chúng ta hãy thận trọng, chú tâm quan sát, chọn đúng nhà của mình. Đấy, chứ chúng ta đừng đi điểm danh hộ đồng đội nhá. Đó. Rồi chúng ta hãy chọn số báo danh của mình, chúng ta hãy ghi đúng số, đúng số. Chúng ta ghi nhầm lại thành điểm danh hộ người khác. Đó, thì sẽ có những sự nhầm lẫn. Thì chúng ta hãy thận trọng, chú tâm quan sát ngay trong việc điền form. Rồi cái mức độ nghiêm túc khi thực hành văn hóa 4S của buổi ngày hôm nay là gì? Ví dụ anh chị hôm nay mà hiện diện 100% này, chúng ta cho điểm 10. Còn không thì chúng ta mà vừa ngáy ngủ rồi lúc tỉnh lúc mơ thì chúng ta hãy điền tùy vào cái mức độ nghiêm túc. Từ cái giá trị của buổi Zoom ngày hôm nay các anh chị nhận lại, ai cảm thấy chạm có thể comment điểm cao, còn ai mà cảm thấy không chạm thì comment. Thì để ban tổ chức có thể điều chỉnh cũng như là có những cái gen phù hợp. Đó, rồi hãy kiểm tra văn hóa 4 kỹ, số báo danh trước khi dừng. Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau vào đây thực hành ha. Rồi, cảm ơn. Rồi em Nam xem còn những cái câu hỏi nào không, em Nam sẽ giải đáp. Rồi. Hiện tại trên khung chat thì chưa thấy câu hỏi của học viên nào cả. Thì các anh chị cứ thực hiện, nếu mà có vấn đề gì khó khăn thì chúng ta sẽ nhờ ban phụng sự và ban tổ chức ở các nhà, các xóm hỗ trợ. Vâng ạ, và phần cuối của chương trình này thì mời các thầy cô và anh chị chúng ta có thể bật cam lên để chúng ta cùng chụp với nhau một kiểu ảnh ạ. Và những anh chị, thầy cô nào mà có việc bận thì chúng ta có thể rời Zoom trước để đi làm ạ. Dạ, bản record khi có thì ban tổ chức sẽ đưa lên bản đồ kho báu ạ. Mọi người vào đó thì sẽ có tất cả các nội dung của buổi học cũng như là các slide ạ. Vâng ạ, hiện tại là đã có rất nhiều các thầy cô anh chị bật cam rồi đấy ạ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì thói quen chụp ảnh hiệu quả theo cái tư thế của trí tuệ Việt Nam. Đó là trí tuệ ở trong đầu và Việt Nam ở trong tim ạ. Tay trái chúng ta giơ lên chào và tay phải chúng ta để vào tim ạ. Vâng, các anh chị
Rồi, chúng ta hãy cùng vào thực hiện ạ. Vâng, em xin phép chụp ảnh ạ. Cũng nhờ các anh chị ở ban phụ sự có thể chụp cùng với nhé, bởi vì có tận 200 anh chị cơ. Đó, thì cũng sẽ chụp giúp cùng ạ. Vâng ạ, em xin phép chụp trang số 1 ạ. Trang số 1 có bạn Đình Nam, chị Hoàng Minh ạ. Trang số 2 có chị Thúy Bình, chị Hồng Ngọc ạ. Trang số 3 có chị Ngô Thị Chi, bạn Minh Thông, chị Hồng Thơm ạ. Trang số 4 có chị Lê Hoa, chị Thanh Xuân ạ. Trang số 5 là chị Huyền Trang và anh Huy ạ. Vâng ạ. Chúng ta sẽ dừng lại ở trang số 5 ạ. Từ trang số 6 trở đi thì các thầy cô anh chị không bật cam, cho nên là chúng ta sẽ không chụp vào phần này ạ. Vâng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện cả thân tâm trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Mà chúng ta hãy dành thời gian để ôn lại bài và nghiên cứu nội dung của bài tập để chúng ta có thể hoàn thành một cách sớm nhất ạ. Xin hẹn gặp lại các thầy cô anh chị vào buổi Zoom sáng thứ năm talk show, và hẹn gặp lại các ban cán sự, ban phụng sự. Và nếu các thầy cô anh chị nào muốn quan tâm đến vấn đề này thì vào buổi sáng thứ tư ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Vâng ạ, em cũng xin phép rời Zoom trước để đi làm ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Các anh chị có thể bật mic để chúng ta giữ chào. Nam ơi, em không hỏi chút. Alo, alo. Ok ạ, rồi. Anh ơi, em thấy là học viên ở nhà em báo là đã điểm danh rồi ấy, mà em kiểm tra ở trên link chuyên cần chưa có anh ạ. Sự học của ta. Nghe bởi vì lần này chúng ta chưa được đánh theo dõi hoặc đánh giá thì từ thứ năm nhá. Năm thì bắt đầu chúng ta sẽ chính thức. Okay. Có thầy bạn. Cảm ơn anh chị ạ, cho anh chị buổi sáng anh ạ. Cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả. Sự học đời ta có nhân có quả, có số có xa, cùng nhìn cho xa những chỉ cốt lõi. Dạ, cảm ơn thầy Hà, chúc cả nhà ngày mới nhiều năng lượng. Rồi, em Nam xin phép được tắt Zoom ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ, các thầy cô ạ.